Tiền có thể mua được nhiều nhà, nhưng tiền không thể mua được gia đình. À, mà tối coi phim, nghe thằng nó nói một câu hay. Nó nói tiền có thể mua được nhiều nhà, nhưng tiền không thể mua được một gia đình. Nhưng nó là một cái câu văn người ta kịch bản viết ra thôi, chứ nó cũng không giải thích nổi câu đó. Và nó cũng đang muốn kiếm tiền, chứ nó cũng không biết làm thế nào để có gia đình. Mình biết, mình biết. Đồng tiền là một vật vô chi. Cái giải quyết vấn đề là bản thân mình người quyết định nó. Nhưng nếu bản thân mình mà cái tâm mà cầm tiền làm việc mà sai, thì mình có thể mua nhiều nhà nhưng không có một gia đình. Tại vì mình có thể mua nhà này, nhà kia, nhà nọ, nhưng quên đi cái hạnh phúc của mình với gia đình của mình quên. Nên mình có thể có rất nhiều của cải vật chất, nhưng mình không có một gia đình hạnh phúc. Là ngay cái chỗ không tiếp nhận giáo dục. Đúng cái này thôi. Rất là nhiều người quý vị, và cả chúng ta ngồi trong đây, và những người coi trực tiếp công đoạn này nên để ý. Khi chúng ta được sống bên nhau, có khi cả giữa mình với cha mẹ, giữa cha mẹ với mình, giữa mình với anh chị em và vợ chồng, có khi chúng ta được còn ở bên nhau, chúng ta lại có khi không trân quý. Gặp nhau nói chuyện mấy câu, có khi mẹ mình với mình bực nhau. Con thấy giữa con với mẹ sao không có hợp nhau, con nói vài câu là cự với mẹ à. Con thấy giữa con với ba không vậy, nói mấy câu cái là cha con không hợp à. Tôi thấy giữa tôi với ông á, nói mấy câu là sực nhau à, ngộ ghê. Nhưng mà khi chết thì khóc, ước ao sao bây giờ sống lại đi sẽ không có cự nữa. Điều là ước cái mà không được, đúng không? Mà cái điều không hợp kia nó là ngay chỗ nào? Nó ngay cái điều là ai cũng giữ phần đúng mình hết. Ai cũng đều giữ cái phần đúng của mình. Cả mình với cha mẹ mà mình cũng muốn giữ phần đúng của mình. Mình không nhịn cha mẹ, mà mình nó không nhịn cha mẹ, cha mẹ nhịn mình hả? Tao là cha mày mà tao nhịn mày hả? Tao là mẹ mày mà tao nhịn mày. Cuối cùng đúng. Thấy chưa? Tại sao chúng ta không trân quý lúc mà chúng ta đang còn sống? Chúng ta nên sống cùng với nhau một cái sự vui vẻ để cùng sống, để khi chết rồi trong lòng mình không có hối hận. Vì lúc mình sống bên nhau mình đã hết lòng với nhau. Những gì càng nói càng làm mình đã làm hết mình cho nhau, tròn vẹn hết cả cái tấm lòng mình. Dù thành bại gì mình cũng đã hết lòng hết dạ. Bây giờ ông bà chết rồi, tôi cũng cảm thấy đã hết lòng hết dạ. Chỉ còn làm cái gì đó khi ông bà chết đi, giúp cho ông bà về mặt tâm thức, vậy thôi. Rất là nhiều người trong cuộc đời này nói rằng tôi hối hận khi còn sống bên nhau, tôi không thuận với nhau. Nên chúng ta đừng đợi ngày chết rồi mới hối hận quý vị. À, đừng có đợi chết rồi mới hối hận. Nhiều, vô cùng nhiều luôn. Nó rất nhiều. Bữa đó có hai đứa con đưa mẹ vô chùa tu. Đứa con gái ngồi khóc hoài. Và mẹ nói một câu gì nè: thôi mày nín đi, tao với mày ở nhà có nói chuyện gì đâu. Nói là cự lộn không mà khóc cái gì. Xong rồi những đứa nói với cô đó, những đứa nói một câu: cô biết vì sao cô khóc không? Tuy là mỗi ngày cô kình với mẹ cô, nhưng tình thương cô dành cho mẹ cô cũng không có thiếu. Nhưng trong cái tình thương nó có cái nghịch cảnh, nghịch duyên. Thương nhưng mà lại cự. Rồi bây giờ cô đưa mẹ cô vô đây ở, thầy lại nói: mẹ không có gì, lúc nào con muốn vô thăm thì vô. Cô nghĩ rằng công việc của cô bận bịu gì, không biết chừng nào vô thăm mẹ, mà mẹ đã già rồi. Biết đâu trong đây mẹ có khi mắc bất tử, cô không gặp được mẹ cô. Khi nghĩ đến giây phút đó thì trong lòng cảm thấy hối hận. Vì khi được ở bên mẹ mình không thuận hòa với mẹ, đúng không? Mà khóc hòa lên còn hơn là ai chết.
Nói đó nghe bà khóc hòa lên, bà khóc kinh khủng luôn. Ngay tim trắng của bà. Rõ ràng chưa? Đó. Nên mỗi một con người mà muốn hóa giải chỗ đó thì bằng cách nào? Dạ thưa mẹ, con thương mẹ lắm, nhưng không biết con với mẹ có một cái gì đó mà mỗi lần mẹ nói ra, con nói ra, con nghe con không thích, con bực bội. Chứ thật sự thì trong tâm con rất là thương mẹ. Con bây giờ học Phật rồi, con cầu Phật gia hộ cho con. Con có thể nói ra những điều này để con sửa tính tình của con. Vì một ngày nào đó mẹ hoặc là con, dù là con trẻ nhưng không biết con, có khi con sẽ sống nay hay là mất ngày mai về cái nhân quả trong cuộc đời. Có rất là nhiều người tuy sanh ra con nhưng mà tóc bạc lại tiễn đầu xanh. Việc này cũng có. Nên con mong làm sao từ nay con học Phật xong, con hiểu Phật Pháp, hiểu nhân quả. Con mong những điều con nói ra đây tặng đáy lòng con, rồi con sẽ sửa được tính tình đó. Dù mẹ có la gầy con cũng không có buồn, con cũng không có cự mẹ. Và con mong rằng giữa mẹ con có những giây phút gần bên nhau bình an, để khi một ngày nào chúng ta xa nhau, chúng ta cũng cảm thấy không hối hận vì mình luôn luôn làm nhau đau khổ. Được vậy thì hay quá. Nên nói ra đi, nên nói ra cái điều mình sai đi. Khi nói ra điều mình sai thì đừng nên đặt vấn đề người đó sai làm chi. Hãy hoàn toàn chấp nhận mình sai đi. Sự việc đó mình sai và nên nói ra. Đừng có mắc cỡ. Muốn nói mà mắc cỡ gì? Hoặc là vợ chồng sống với nhau, chọt chọt nhau, nhưng mà lại thương nhau. Gặp nhau thì nói chuyện giống như mèo chuột, nhưng mà khi xa nhau là thấy nhớ. Hỏi sao ngày nay đi cả ngày không thấy ông về, không biết nữa. Rồi chưa về cái đứa ngóng ngóng ngóng, sao chưa thấy gì. Vậy mà về cái hỏi đi đâu à? Đâu mà đi từ sớm tới giờ. Ông đi với bỏ nhà bỏ cửa với hết trơn rồi. Hoặc là trông ngóng nhìn coi về chưa, mà về cái mặt chầm dầm kinh kinh kinh, rồi làm bộ liện đồ đặt đồ khơ khơ. Nhưng mà khi người ta chưa về thì cứ trông ngóng người ta về chưa, hoặc lo âu. Mà khi về thì không chịu nói cái tâm của mình lo âu đó. Chúng ta hãy nói thật lòng mình đi, người ta cũng thích nghe mà. Hãy nói ra đi. Hồi ông đi dù sớm gì ông chưa về, tủ nhà tủ lo còn hơn cái gì. Nói chi mắc cỡ cũng chết. Mắc cỡ lại đi hiện cái mặt chồng dầm vô ổn chi, để cho người ta không hiểu điều đó. Khi người ta không hiểu điều đó thì người ta nghĩ rằng là mình không có muốn người ta về. Thì người ta bực bội, người ta xách xe đi nữa. Mà đi nữa bắt đầu ở nhà khóc. Nó thấy đi nữa ừ. Nên mình là đàn ông hay đàn bà đã biết tu rồi, nên mở rộng cái tâm đó ra để sanh ra trí tuệ, để nhìn được cái đối phương của mình. Ví dụ như họ không nói được, mình cũng nói bằng một cái tâm chân thật. Giữa mình với họ nói mà có gì đâu ngại. Nói tuy bà vậy mà tôi biết, tôi đi mà về trễ là bà lo. Lo đâu lo, ai mà lo làm cho nó mệt. Không ai đâu mà lo chứ cho nó mệt đâu. Ở nhà tôi ăn ngon, ngủ yên, tôi không có lo ai chứ. Nói tuy bà nói vậy nhưng mà tôi nói ra điều này bà vui trong lòng lắm đúng không? Im gù. Lúc đó mình mới nói rằng tôi thật sự tôi học Phật tôi cũng nhờ thầy dạy. Nên thôi vợ chồng có gì thì thỏ thẻ nói đại ra để dễ hiểu hơn. Con hiểu thì mới có thương. Chứ bà đừng có hiện cái tướng gì con cái nó không hiểu. Đánh giá cha mẹ mà sao sống không có hòa thuận. Rồi sao con này, con mình nó học theo giống cái hành động đó. Mình thương thì mình có nói mình thương. Bà cứ cỡ mở ra, lo thì bà cứ lo. Giống như bây giờ mình hiện cái tướng này để cho con cái mình nó học theo, cha mẹ nó hạnh phúc tới già mà vẫn nói chuyện với nhau đàng hoàng. Bà nên nói thật lòng bà đi. Tôi cũng thật lòng mà, đúng không? Chỉ cần có một người cỡ mở thì những người kia cỡ mở theo liền, không nói vòng vo chứ. Tại vì người ta không biết mắc cỡ thì họ không mắc cỡ theo. Còn bên nào cũng ngại chứ cuối cùng bên nào cũng giữ chừng mực của mình. Mà lâu ngày nó thành ấm ức của nội tâm, nó không nói được ấm ức. Nên người học Phật là người đặc sắc. Là người gì? Là người nói không mắc cỡ. Giống như những đứa gặp mấy cô trong chùa mình. Khi những đứa mà đi qua kia lại Quan Âm, những đứa hỏi
Nhân Đức đi một ngày các cô có nhớ Nhân Đức không? Được không? Hỏi câu mà khó trả lời ghê, thấy không? Thì tự nhiên á, họ đều nói nhớ. Nhân Đức nói Nhân Đức cũng nhớ các cô. Một câu nói đó mình thấy nó cũng là phát xuất từ tâm con người với con người với nhau, hiểu không? Cảm thấy cho người ta cũng cảm thấy ấm áp cõi lòng, vì người ta vô chùa người ta buông hết quanh năm suốt tháng ở chùa với mình để lo cho các cụ già cùng chung tay với cái nguyện của mình. Điều đó mình nên đáp lại tấm lòng người ta một chút, vì ai cũng còn là phàm phu mà, có cái tâm đó vẫn là đặc biệt chứ tại sao không làm gì. Chúng ta cứ nói rằng dính mắt thì sao giảng sanh, giáng sanh không giáng sanh gì mà trước với cái cuộc đời ở cõi này quý vị đã quá đạt rồi, thì từ từ rồi nhìn thấu được cái việc vô thường tự nhiên mà buông xuống thôi. Chứ không ai học Phật cũng buông xuống hết được hả? Nếu buông xuống hết thì cái thế gian này người ta cho Phật pháp là vô tình. Mình phải học Phật làm sao cho người ta thấy Phật pháp là hữu tình. Hữu tình rồi lúc đó mình mới độ đến vô tình, hiểu chưa? Chứ con người mà đi vào vô tình người ta sẽ không biết, người ta phỉ báng Phật pháp. Nên người học Phật là hữu tình quý vị, chứ không phải là vô tình. Buông xuống không phải là cái bên ngoài, mà từ cái nội tâm chân thật mà nhìn thấu. Có những lời nói của cuộc đời chúng ta phải cần nói ra, dù là cái lời nói đó nó rất là cải lương, nhưng mà cải lương nó cũng thấy ướt át, hiểu quý vị? Dù là mình xấu xí đi chăng nữa, mình nói ra mình mắc cỡ, mặt xấu quắc mà làm như có giá lắm, nhưng mà thôi kệ, tôi cũng nói đại một câu, hiểu không? Biết đâu dính chút đỉnh thì sao? À, mình đừng có ngại, mình đừng có bao giờ cho mình lép quá. Có khi mình xấu xấu cho người ta cũng thương mình mà, hiểu không? Đó thì để cho người ta hiểu được tình thương đó, và mình cũng hiểu được cho người ta hiểu được. Quý vị thấy cuộc đời mà như vậy thì nó đặc biệt quá trời luôn. Cuộc sống như vậy thì quá tuyệt rồi. Tuy là ở ta bà nhưng cuộc sống của cõi thằng tiên chứ đâu có giỡn đâu quý vị, hiểu không? Những cái điều Nhà Đức hướng dẫn quý vị nghe quý vị cảm thấy rằng nó vừa sâu sắc mà nó lại vừa đột phá nội tâm. Rất là nhiều con người chúng ta có những lời nói mà chúng ta chưa thốt lên lời, khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay không nói được gì. Đừng để những cái lời đó thành dư âm để đi vào túc nghiệp, thì trải vô lượng kiếp nó phải xây dòng trong lục đạo luân hồi. Hãy đem những lời đó khai thác ra hết đi, để rồi lấy nó để làm cái đà đi giải thoát. Nên giữa con người với con người phải nói tình thương chứ. Từ tình thương rồi mình mới nói về cái chuyện xa lìa khổ, rồi mới nói cho nhau nghe cái chuyện đến với nhau cái nơi mà không xa nhau. Nó đi từng công đoạn nó mới đi đến cái chỗ giải thoát, chứ không nhào vô giải thoát. Có ai mà từ dưới gốc cây mà nhảy tới đọt cây không? Phải đi từng mắt chứ. Nên con người học Phật là đúng là hữu tình thiệt, đúng không? Quá hữu tình luôn. Có khi mà những đức mà nói mà sống trong chùa, tại sao bao nhiêu người nữ mà sống hoài trong chùa, bao nhiêu người nam cứ sống hoài trong chùa không gì? Vì đặt câu hỏi đi, người xuất gia mà có khi mà còn chưa ở được một chỗ, mà tại sao người trong chùa mình vui vẻ? Cái vị gì vì thấy ban phục vụ của chùa chưa? Đa phần ai cũng vui, chị em sống hòa hợp. Những đức có khi đến gần kế bên thọ thẻ, thọ thẻ nó ghê chưa? Thấy là mệt mệt đứng kế bên mệt không? Không mệt mà vui đúng không? Mình làm việc ý nghĩa mà, không? Ăn cơm chưa? Không? Một hai câu nói đó thôi nó có tốn một cặp cắt bạc nào đâu, biết không? Vì thấy ông lễ với Quan Âm lại xong rồi chạy qua ngồi chơi chung, làm cho bữa sau làm mà không thấy mệt. Còn nếu sao không thì mỗi người mỗi ngồi mỗi góc. Trong có những người ngồi đó, có những người cũng không có gì, nhưng có những người cũng cảm thấy mệt mỏi mà cảm thấy cô đơn. Mình kêu lại hết để tập trung lại, cảm thấy ấm áp chung đoàn thể. Nên đoàn thể làm hoài không thấy mệt, đúng không? Bỏ công có một chút thôi mà thành đạt được cái sự nghiệp của đại chúng, có gì đâu mà không bỏ ra. Đó, còn người ta thì dễ gì, ta lo giảng pháp ở đâu mà bỏ công nhiều quá. Hoặc có cái gì thì kêu qua, chứ làm gì phải chạy qua tới chỗ. Có những việc mình cứ kêu người ta không, mình thấy mình hơi trên quá. Có những việc mình hãy đến tặng chỗ của người ta, dù ngồi cái nơi của người ta cũng cảm thấy ấm áp.
Nên mình là người cao, mình ngồi được cái chỗ bình thường với người ta, nó mới cảm thấy cho người ta cái hạnh phúc. Anh nhớ những điều này mỗi cấp lãnh đạo, mỗi cương vị cao nên nghe để ý một chút. Nên để ý một chút. Con người mình sống trong cuộc đời này có những cái mà nó lãng mạn một chút nó cũng hay. Hiểu chưa? Cũng hay. Dù là vợ chồng sống với nhau cũng đừng nên quá khô cằn sỏi đá. Đã cho là của nhau thì thành khô cằn, nên không có tình cảm. Nên chúng ta cũng có những cái bản thân mình cũng phải hiểu biết một chút, để làm cho đối phương cảm thấy là được sưởi ấm tâm hồn. Điều này đặc biệt lắm quý vị, thấy không? Nếu cuộc đời mà nó như vậy thì làm gì có những cái cảnh tượng của sự chia tay. Con người sẽ quý với nhau khi được gặp nhau trong cõi đời. Chúng ta gặp nhau một người thôi, chúng ta đi chia sẻ chi cho nhiều người để nó bị phân tán lực lượng tình cảm. Nếu mà dồn lại một người một thì hay quá, trả nợ cho một người là xong rồi. Phật ơi, con đến thế gian này con có một người chồng một người vợ thôi, con trả nợ cho một người đi Phật. Con nguyện Phật gia hộ cho con, dù khổ cỡ nào cũng trả cho một người thôi. Nếu như bây giờ tâm con không an định thì con lại trả cho hai ba người. Sự thật là đến đây trả cho hai ba người, nhưng do cái tâm chân thật quá nên trả có một người vẫn thấy hạnh phúc hơn trả một người thôi. Nên mong rằng tất cả các cô về chùa mình, những cô mà đã lỡ gãy gánh trong cuộc đời, nghe lời những đức đừng nên bước thêm bước nữa. Cả đời hãy sống như vậy đi, có những đức là vui rồi. Dù là không được đêm đêm ngồi bên nhau, nhưng mà cũng cảm thấy sưởi ấm tâm hồn khi nghe được lời nói. Đúng không? Nghe được những lời nói mà chia sẻ cởi mở, cũng cảm thấy nó ấm áp cõi lòng biết bao nhiêu mà nói với vị. Rồi có những lúc mình không được vui mà mình nghe thầy giảng, thấy cởi mở cỡ nào chưa? Đó. Nên những đức mong quý vị nghe Phật pháp để đem Phật pháp áp dụng trong cái cuộc đời và gia đình của quý vị được tốt đẹp. Vì cuộc đời của người nó vô thường lắm. Chúng ta nội mà qua cái chặng dịch thôi, bây giờ mình được ngồi ở đây cũng cảm thấy quá hạnh phúc rồi. Nó quá hạnh phúc khi mình được ngồi đây. Trong cái cõi này nó đâu phải bình yên hoài cho mình đâu. Và cái gì có thịnh thì nó cũng có suy thôi. Nếu như chúng ta còn có thể nhận thức được những giây phút đặc sắc gì thì cuộc đời chúng ta hãy lấy nền tảng này mà để sống. Chứ đâu phải trong cuộc đời con người nó được gì hoài đâu. Con người nó cũng có những lúc thay đổi, tại vì hoàn cảnh đổi thay mà. Đúng không? Hoàn cảnh đổi thay thì lòng người thay đổi. Nhưng mà nó thay đổi thì sao mà cái thật chất tu hành giải thoát đừng có mắc đi. Ví dụ như cái văn tự ngồi đây thì nói gì, nhưng cái văn tự cũng như vậy mà chỗ khác thì nói khác. Nó không phù hợp hoàn cảnh. Mình ở đây nói chuyện viết rồi giống như người gia đình vậy đó. Nên gặp với nhau nó có nhiều cái trang chứa trong cõi lòng, nên nói ra những lời nói nó cảm thấy như là nó có một cái gì dương vắng nhau vô cùng. Nhưng mà thôi, phàm phu mà, dương vắng nhau để tu. Hiểu không? Công nhận không? Bây giờ những đức hỏi quý vị, như quý thầy, quý chú, quý cô không dương vắng những đức, sao sống với những đức dữ gì? Họ sẽ xa cách những đức. Mà họ xa cách mình sớm sao họ có cơ hội tu. Hãy cho họ thời gian để được đi với mình đoạn đường này dài, vậy thì hay hơn. Đó. Nên làm cho người ta thương khó lắm quý vị. Phải khéo léo lắm người ta mới thương mình. Mà người ta thương mình mới dạy người ta được. Nếu thật sự tâm mình không có ác, nếu như mình làm cho người ta thương để mình hại người ta thì quá ác. Còn nếu như mình làm cho người ta thương để mình giúp người ta giải thoát thì việc này quá đặc sắc. Nên giúp cho người ta thương mình để mà giúp người ta, cái điều đó hay lắm quý vị. Những đức tin chắc rằng hàng Phật tử quý vị cũng quý, những đức cũng thích, nó mới về đây. Giờ không thích về đây nhìn cái mặt mà làm gì? Mình mà ghét ai mình thấy mặt mình bực bội, thấy không? Mà bây giờ mình là người tu rồi, mình nên nói thật từ tâm. Bây giờ mình muốn hóa giải cũng không có khó. Chị, cho em nói mấy câu này nghe. Em nói mấy câu này, nếu em có gì sơ sót chị tha thứ giùm. Nhưng đây cũng là những lời tặng đáy lòng của em. Nếu mà không nói ra em sợ.
sau này khi em chết đi, em mang những cái nghiệp chướng này theo để chị em mình đời đời kiếp kiếp tiếp tục gặp nhau mà báo thù. Không biết gì cái nghiệp duyên gì mà mỗi lần em gặp chị từ gương mặt từ tướng đi em ghét. Mà thật sự em không muốn việc này đâu chị à, nhưng mà không biết làm sao vậy. Em mong rằng em nói ra điều này để bản thân em sửa luôn. Và giữa em với chị nghiệp chướng của nhiều đời nhiều kiếp nên hóa giải luôn đi. Không muốn việc này xảy ra nữa. Từ hôm nay em sẽ cố gắng không có ghét chị nữa. Có nghĩa là mình nói thẳng từ cái tâm mình mà câu đầu tiên của mình nói là lỡ có sai gì chị thông cảm cho em. Chị có thể cho em giải thích được không? Hay là chồng mình mà hay vợ mình gãy gánh, gặp nhau mà thấy bực bội, mình lỡ mình nói thẳng. Đã là vợ chồng cũng có những giây phút ân ái, cũng có những giây phút trao cho nhau những lời thương yêu. Tại sao bây giờ xa nhau mà lại hận nhau dữ vậy? Việc này không có lợi ích gì. Đừng mang những cái dư âm nó đi vào nghiệp quả. Thôi tôi cũng từng ghét ông lắm, mà thật sự là tôi thương ông, bây giờ tôi mới ghét. Chứ không thương sao ghét. Quý vị coi, thương thì ghét, mà cái ghét đó là thương. Phải không quý vị? Cái người mà mình quá thương họ là mình dễ ghét họ lắm. Tại vì mình dễ bực bội họ lắm. Dễ kích động thì là vì thương quá. Nhớ không? Nên từ đó mình lỡ mình nói thật lòng cho người ta nghe. Thôi quá giải đi nghe. Mình cũng còn tình bạn mà. Đừng nên hận nhau, đừng nên ghét nhau. Và đừng nên nói xấu sau lưng nhau làm gì. Trời ơi, hay quá. Đúng quý vị. Thì tự nhiên trong cuộc đời này mình thấy nó đẹp lắm. Mình đi đâu mình cũng thấy hoa nở. Còn nếu như trong đời mình mà có những sự bực bội về một người nào là một quý vị sẽ gặp hoa tàn. Thật sự mà nói, mình mà thường mà đi đâu cũng gặp hoa nở là nhân tốt rồi. Nên con người sống trong cuộc đời này mấy chục năm nó vô cùng ngắn ngủi vậy à. Đừng có sống những ngày tháng khổ đau, dù hiện tại mình đang có bệnh ung thư, bệnh này bệnh kia, nhưng chúng ta hãy sống ngày nay cho nó đẹp đi. Không lẽ chúng ta đợi ngày mai chúng ta chết, cơ hội đâu của ngày hôm nay để sống đẹp. Bây giờ chúng ta còn thở được, chúng ta còn đi được, chúng ta còn biết được, dù là trong cơ thể chúng ta đang bị ung thư, bệnh này bệnh kia không có thuốc gì. Dù là chúng ta biết rằng trong cuộc đời này chúng ta không còn sống được bao lâu nữa đâu, nhưng chúng ta nên sống những ngày tháng còn lại trong cuộc đời mình cho thật là đặc sắc. Hiểu chưa? Niệm Phật là đặc sắc nhất. Đây là có một phương hướng đi về tốt đẹp, an lạc, tự tại. Hiểu không? Nói chuyện thích vỗ tay hoài ha. Nên quý vị nhớ nè, dù ngày xưa mình đã từng làm những điều gì tội nghiệp rất là nặng nề, mình đã từng hại rất là nhiều người, làm cho người ta tan nhà mất mạng cũng có. Có những người trong cuộc đời mình đã từng làm điều đó. Xin thưa quý vị, nếu như chúng ta không nghe Phật Pháp, không nghe nhân quả, trong cuộc đời của người chúng ta chỉ cần kêu hết tiền, chúng ta có thể bất chấp thủ đoạn để có tiền. Vì chúng ta thấy đồng tiền nó quá quan trọng đối với một con người, nên chúng ta có thể kiếm tiền và có thể dẫn đến sát người khác. Việc này là một con người bình thường không tu nhất định sẽ làm. Nhất định sẽ làm. Chắc chắn luôn. Quý vị coi, trong lịch sử có những người ta làm quan mà người ta vì một cái đồng tiền người ta lấy được thôi mà người ta giết có thể bao nhiêu mạng người để người ta ngăn chặn cái sự người khác biết việc làm của người ta. Mà vì đồng tiền đem gì luôn vợ con thôi và cuộc sống xa hoa của họ thôi. Mà họ muốn duy trì cái cuộc sống đó mà họ giết bao nhiêu con người để mà sợ tiết lộ việc của họ mà họ giết hết luôn. Và có khi họ lấy một cái số tiền mà số tiền đó có thể là của công hoặc là đi làm từ thiện nơi cứu đói. Mà họ lấy tiền đó làm cho những con người ta phải đói khát hết, cắt xén, đói khát hết. Và có những đoạn đường mà người ta dám dùng đồng tiền đó để người ta bớt lại cái sắt đồ này kia đồ, đường nó bị giảm đi. Mà xe người ta chạy ngang có khi người ta bị sụp đổ rồi lật xe rồi chết bao nhiêu con người. Vì cái đồng tiền có được đã hại bao nhiêu con người trong cái cuộc đời này. Nên Phật mới nói một câu để cho con người chúng ta có cơ hội quay đầu. Phật nói rằng nếu nghiệp lực chúng sanh tạo mà có hình tướng thì tặng hư không có pháp giới này cũng không có chỗ chứa.
có nghĩa là không có hình tướng. Vì cái nghiệp tạo ra, giữa nghiệp với nghiệp nó cộng lại, của vô lượng kiếp, nghiệp cùng nghiệp cộng lại, nó thành hình ở trong cuộc đời này. Những người mang nghiệp phá thai, các cháu được đến thế gian này mà không được sinh ra, nó cũng do nghiệp các con thiếu duyên, thiếu phước mà không được sinh. Và cũng nhiều đời nhiều kiếp các con đã từng phá mẹ cha, bây giờ cha mẹ phá lại, nó không có nhân thì nó không bao giờ có quả. Và con người này làm một cái nghiệp này, lấy cổ công này làm cho bao nhiêu con người chết này, cũng là bao nhiêu con người chết này cũng đã từng làm việc đó đối với người này. Mà người này họ có một cái nguyện, họ nói nhất định họ phải báo thù, cái tâm đó của họ nên họ phải làm việc này. Và tất cả những con người cộng nghiệp kia phải chết một lúc vì tạo nghiệp và cùng trả nghiệp. Ghê lắm quý vị à, không đơn giản đâu. Nên khi mà mình đã tạo nghiệp quá nhiều rồi, mình nghe Phật Pháp, mình nghĩ rằng bây giờ mình là người quá tội lỗi, bây giờ học Phật quay đầu kịp hay không? Phật nói quay đầu là bờ, chỉ cần quay đầu là thấy bờ bến. Chúng ta đừng nên sống những ngày tháng bất an nữa, mà hãy sống những ngày tháng bình an á. Dù là mình đã tạo bao nhiêu nghiệp chướng gì đi chăng nữa, mà mình hãy sống những ngày tháng bình an. Mình gặp bao nhiêu ác mộng trong cuộc đời, phá thai một hai người mà vậy mà hương linh nó bao vây lại. Cái cô kia có nói: thầy ơi, con phá thai 4 lần mà bằng đêm á thầy, con vừa nhắm mắt giết mà con sợ ngủ, con vừa nhắm mắt lại một cái là hương linh trên đầu đầy, dưới trên giường đầy, dưới giường đầy, nó đầy hết luôn, mà nó hung dữ lắm, nó nhỏ 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 không mà nó lỡ nó cắn, nó bao, nó bấu con, nó làm kinh khủng lắm, mà giết mà con mà tới đêm về đêm con sợ vô cùng, con sợ giấc ngủ dữ lắm thầy à, nó con sợ giấc ngủ lắm. Vậy mà con mừng vô cùng, có người cho con được cái máy nghe pháp của thầy, xong con nghe mà con cười rồi con niệm Phật vậy đó, mà vài ba đêm con mới thấy lại một lần. Còn con tiếp tục con nghe rồi con niệm Phật, từ từ cả tháng con mới thấy một lần. Còn nó cứ kéo dài, mà bây giờ con không có thấy nữa thầy ơi, con thấy bình an vô cùng, con mừng quá, cảm ơn thầy. Rõ ràng không? Là do con người mình bằng đêm mình ngủ, mình thấy ác mộng, mình sợ nó làm cho mình căng thẳng thần kinh. Rồi cái căng thẳng thần kinh lên trong cái túc nghiệp A Lại Gia Thức thứ 8 nó hiện ra, là nó từ bên trong tâm nó sanh ra cái nghiệp chướng. Khi sợ là nó sanh, sợ là sanh, thấy không? Nó sợ nghiệp là nghiệp đến mà, sợ chỗ nào ra chỗ nấy. Nên chúng ta chỉ cần bình tĩnh niệm Phật thôi, cắm cái tâm vào Phật, mà chữ Phật là chữ giác. Cái chữ giác ngộ nó quá giải nghiệp của túc nghiệp, nó xóa hết. Tại vì câu Phật hiệu nó đắp lên, nên cái túc nghiệp ở trong A Lại Gia Thức thứ 8 nó bị nằm ở dưới lại, còn câu Phật hiệu nó nằm lên trên, thì nó phát câu Phật hiệu ra hoài. Thì trong giấc ngủ mình cũng để câu Phật hiệu, thì cái thức thứ 8 nó tiếp tục nó nuôi nữa. Tại vì thức thứ 8 là nó thức suốt à, thức thứ 8 thức suốt. Nên mình ngủ, cặp mắt ngủ, nhưng mà trái tim vẫn còn đập, hiểu không? Trái tim mình đập nên thức thứ 8 vẫn còn tỉnh, nên thức thứ 8 vẫn tiếp nhận câu Phật hiệu khi mình nằm ngủ. Nên mình đằng ngày niệm Phật, mình nghe Pháp, mình vui thì nó tăng phước lên. Mình do mình vui mình tăng phước lên, nó không có sợ cái giấc mộng. Nó không sợ giấc mộng thì phước bắt đầu là nó tăng lên rồi. Nó tăng phước thì nó không sợ giấc mộng nữa. Mà nó phải có một cái pháp, đó là cần có người giảng pháp cho vui. Cái sự giảng pháp vui nó làm cho mình tỉnh. Mình tỉnh rồi lúc đó nó đưa pháp vô. Còn nếu như mình không tỉnh thì mình có nói hay người ta cũng nghe được. Nên cần nói làm sao mà cho người ta tỉnh, người ta đừng có ngủ. Cái này hay lắm, quan trọng vô cùng. Nói mà người ta không ngủ là chuyện này khó lắm quý vị. Nó phải nói làm sao mà người ta dính được thì người ta không muốn ngủ, mà hút người ta là người ta ngủ mới được. Mà nhờ cái cách vỗ tay này người ta cũng đỡ ngủ nữa. Nó quá nhiều cách, thấy không? Thật sự quý vị vỗ tay, những đức không có cần thiết gì kiêu ngạo ngã mạn trong đây đâu. Nhưng mà quý vị vỗ tay là những đức giúp cho những người mà đang ngủ gục tỉnh. Này những đức hỏi rất nhiều cô, nhiều cô nói con khoái đến chùa thầy có một cái giảng pháp vỗ tay hoài, nó làm cho con tỉnh chứ gì vậy á, mà nó làm cho con cũng vui thầy, con vỗ theo. Còn có nhiều người giảng pháp là người ta giảng ở dưới ngồi im gu à, mà cái tông của chùa mình là cái tông vỗ tay, vì cái tông ủng hộ tinh thần, hiểu quý vị à. Nên nó làm cho hưng khởi cái người giảng pháp lên. Nên tất cả những người mà mang nghiệp phá thai được, hãy bình tĩnh niệm Phật đi, vì nghiệp tạo cũng đã tạo rồi, bây giờ nên tạo tịnh nghiệp lại. Tạo tịnh nghiệp lại vẫn có cơ hội hơn. Tịnh nghiệp là câu Phật hiểu á,
Tịnh nghiệp là có Phật hiệu, có cô kia cô làm việc bệnh viện. Cô nói là đêm nào cô đi cũng gặp ma chứ. Cô đi cô gặp ma suốt trong bệnh viện luôn. Cô thấy hoài. Mà lúc nào mà cô thấy ma là một hai ngày là có người trong bệnh viện chết. Chết. Có khi ngày đó thấy là ngày đó có người chết. Lạ lắm. Nó, mà cô cứ thấy hoài, cô thấy giết mà cô ám ảnh luôn, cô sợ. À, rồi cô quen một người bạn đến chùa. Người bạn chỉ cô đeo máy niệm Phật đi. À, các vị biết rằng là khi cô đeo máy niệm Phật mà niệm Phật á, thì cũng chưa được giảm gì mấy nữa. Nhưng mà cô nghe Pháp á, lúc cô nghe Pháp, cô niệm Phật, cô đeo máy niệm Phật thì nó lại thành công. Vì khi cô nghe Pháp, cô mới biết cái công hiệu niệm Phật. Thấy chưa? Nghe Pháp nó biết cái công hiệu niệm Phật thù thắng như sao. Thì lúc đó cái lòng tin đặt vào câu Phật hiệu nó mới mạnh. Mà lòng tin với câu Phật hiệu mạnh nó mới chuyển nghiệp. Mà khi chuyển nghiệp rồi cô đâu có thấy ma. Cô thấy ma là do cái tâm thức của cô nó quá yếu. Con người mà thấy ma là do tâm thức quá yếu và phước mình quá giảm. Khi phước giảm thì con người mình giống như nó bị suy nhược. Phước giảm là suy nhược á. Con người kia phước tăng nó háo hức lắm, nó khỏe lắm. Con người vị mà đang ngồi về mấy vị thấy bị tung tăng, bị vui cười đồ, hớn hở là phước đang tăng. Còn con người mà nó yếu xìu là phước giảm. Hiểu không? Nó xìu xìu ảnh ảnh vậy đó, mệt mỏi. Hoặc cái vị thấy họ khờ, cặp mắt họ lúc nào cũng lờ đờ là phước giảm. Họ phước giảm thì thấy ma. Nó lờ đờ thì cảnh giới của ma là lờ đờ. Cảnh giới của ma là màu xám mờ mờ. Mình mà cũng mờ mờ thì nó nhập với cảnh giới ma chứ làm sao. Còn khi con người mà phước dày không có ma đến gần được. Có một loại người mà ma cũng không dám đến gần nữa. Loại người này phước cũng còn nhưng họ cực ác luôn. Nhưng ma cũng không dám đến gần luôn. Vì người này nó quá dữ à. Nó không sợ ma luôn. Nó dữ quá, ma nó không sợ, nó không tin. Không tin có ma. Tao không sợ ma. Ma sợ ngược lại nó. Tại vì nó không sợ ma. Mà con người mà ma không sợ là do người này sợ ma. Vì sợ ma, ma mới hù. Thì ma cũng như là một con người thôi. Thấy ai nhát thì giỡn chớ. Nên ma cũng như một con người, thấy con nít thì cũng chọc. Đúng không? Nhưng mà khi mà chọc nít mà khóc hoài thì mình ngồi mình nói, mình niệm Phật mà nói: các cô, các chú ơi, con của tôi còn nhỏ, đừng có giỡn chọc để cho nó ngủ, cho nó ngoan. Thương nó thì tùy giờ tùy lúc, đừng có chọc nó lúc nó ngủ. Nó ngủ chọc nó khóc tội nghiệp nó. Tôi niệm Phật hồi hướng cho các cô, các chú nghe là bình yên à, không có chuyện gì xảy ra. Người ta cũng như mình thôi, không lẽ người lớn mà người ta nói một câu gì mà không chịu nghe, đi chọc nít cho người ta khóc tầm bậy. Hiểu không? Thì cũng như người lớn tôi gặp nít là ưa chọc, thấy dễ thương quá lự khiều chọc, mà khi nựng mạnh quá đau nó khóc. Đó, có khác gì đâu. Nhưng mà con nít do cái thằng trí nó đang tỉnh. Tuy là nó không nói được nhưng mà cái trí nó thanh tịnh. Nó gọi là nhân chi sơ tính bổn thiện. Con người mới sinh ra tâm tính nó vẫn còn thiện nhiều. Khi tâm tính nó thiện nhiều thì cảnh giới nó thấy. Mà nó không nói được, mà chọc ghẹo nó quá nó sợ nó khóc. Thấy người lạ mà lỡ chọc ghẹo khóc. Nó con nít nó thấy. Nên tâm trí con nít nó rất là sáng. Hiểu không? À, nên nhiều người làm cha làm mẹ đừng có bao giờ trước mặt con của mình mà mình thương vợ thương chồng mình. Tại mình thương vợ thương chồng nói con nó không biết, nó biết. Trí nó sáng mà nó biết, nó không nói được thôi. Biết sao không biết. Có nhiều đứa nít mẹ nó nghe những đứa giảng pháp và niệm Phật từ khi trong bụng. Nó nhỏ xíu xíu mà những đứa lợ nó nhìn những đứa nó cười sặc mà. Nó biết mà sao không biết. Nên từ nơi đó mà nó biết hết trơn do nó nói không được thôi. Nó, con chó con mèo đều biết hết trơn. Mình thương mình ghét nó biết hết trơn. Nó, nên con vật nào nó cũng biết hết chứ. Thì phải nhớ. Nên tất cả mỗi một con người chúng ta và con vật nó đều có tính Phật đầy đủ viên mãn hết chứ. Nên Phật nói trong kinh đó, tất cả chúng sanh sẽ làm Phật. Tình dữ vô tình đồng viên chủng trí. Tình dữ vô tình, nó cái dạng vô tình là cái dạng nước nè. Thực vật này mình cho nó vô tình, nó biết sao không biết. Có những cái cây cỏ mà cái cây mắc cỡ á, bị đụng lên cái héo lại phải không? Mắc cỡ, tâm thức biết mà. Nên Phật nó là tình dữ vô tình động viên chủng trí. Một loài hoa bị chăm sóc nó đi đàng hoàng để nó sinh chỗ bông đẹp.
vô bông thơm chứ quý vị. Còn quý vị mà lỡ mỗi ngày chửi mắng nó chết á. Người ta đã thí nghiệm ở trường đại học rồi, nước ngoài á, ta để hai cái cây. Một cái cây người ta ghi là tôi thương bạn, tôi quý bạn, tôi lo cho bạn. Một cái cây bên kia nó ghi là mày chết đi, dùng cái thứ cái cây xấu xí. Rồi nó ghi trong đó rồi nó đọc cái lời nó đó lên. Nó để cái máy, nó để vô cái cây bên đây. Nó để là cái cây bên đây. Cái cây mà khen nó tươi tốt vô cùng. Còn cái cây mà bị chữ một tháng chết queo. Tức quá chết luôn. Ghê chứ. Chữ mà chết luôn á. Nên những đức nói quý vị biết, con người chúng ta khi bị người ta chửi á, ta la, mà mình mà không cỡ tâm là mình bỏ mạng đó. Tức quá mức chết. Quý vị coi có nhiều người trong cuộc đời này bị chữ khôn, có những người bị chữ điên luôn. Có không? Bị chữ mà điên luôn á. Căng thẳng thần kinh, tức quá, cái ngã quá mạnh, căng lên. Cuối cùng chữ nạp vô bị chữ, cái chữ người ta chữ nạp vô hết trơn. Còn cái người khôn thì chữ bên đây nó xuyên bên kia, chữ bên đây nó xuyên bên kia, chữ một chút cái thằng chữ gục ngã tại chỗ. Còn cái đứa bị chữ tỉnh queo. Quý vị là người tu, quý vị nghe chỗ này đi rồi quý vị nên làm, vì là cao thủ bị chữ không sao. Những đức nói thiệt chứ, cuộc đời những đức bây giờ tu hành rồi, mình quyết chí giảng sanh, tôi nguyện đời đời kiếp kiếp mà nó nói là thà tôi bị chữ chứ tôi không chữ ai. Vì chữ người ta khổ hơn, chữ người ta khổ hơn là mình bị chữ. Bây giờ thử đi, hai tên cùng luyện công phu, một tên thì chữ, một bên thì im. Quý vị chọn bên nào? Im rồi, ai mà chọn chữ? Chữ chút mà chết, đừng nói chuyện dẫn chơi. Chữ chút chút nó hết văn tự. Những đức nói cho quý vị nghe, chứ giảng pháp tiếng gửi, chứ chữ mà tiếng gửi mới hơi bị sợ luôn. Cái người nào mà chữ được tiếng gửi mới sợ á. Chửi một tiếng gửi xong đi, mắt quý vị nó lòi ra, miệng nó hô ra, hốc hác hết luôn, tế bào bị tổn thương hết luôn. Quý vị mà chửi người ta tiếng gửi thứ ơi, tế bào bị đứt luôn á, máu bị đứng luôn á, đừng nói chuyện giận chơi, thần kinh bứt luôn á. Chửi ghê quá, kích động nặng. Nên con người mà thường chửi người ta bà sân si là bệnh gan, tim gan phèo phổi nó cháy hết trơn, nó ung thư nó nổi lên tùm lum tùm la. Còn mình thường mà mình dịu cái tâm á, nó trị bệnh. Nó nên quý vị mà nghe gì rồi quý vị mới thấy, ai mà chửi quý vị tội nghiệp người ta lắm. Quý vị nhép nhép môi bị niệm Phật. Quý vị hoặc là nếu nhép môi mà nó còn chửi, nó nói mình chửi nó, thì thôi mình im trong tâm mình niệm Phật. Nhép môi nói mình chửi nó nữa. Mày chửi đi, mày nhép môi gì. Chửi đâu chửi, tôi niệm Phật. Nếm cho tao, mày xạo, mày nhép môi, mày chửi tao. Thôi được rồi, vậy tôi khỏi nhép môi, chữ đi. Nhưng đứng hỏi quý vị nè, một bức tường nó đang đứng vậy đó, một người cầm banh luyện vô tường. Chúng ta làm tường hay là làm người luyện banh? Làm tường, tường nó đứng hoài im chỗ, thằng luyện banh luyện một chút mày nằm tại chỗ mày chết luôn mà đừng nói. Chứ mày luyện vô, nó luyện vô nó trúng ngược lan đó, tường vẫn là tường thôi, đúng không? Nên từ nơi đó người ta chửi mình như một bức tường vậy đó. Khi mà người ta chửi mình mà mình thấy tội nghiệp người ta, thì lúc đó quý vị sẽ đạt cái sự tu hành rồi đó. Bữa nay bài giảng này có nhiều cái hay nghe quý vị à, mà tôi thấy tôi giảng bài nào cũng hay. Tôi nói mấy người mà không đi nghe là mấy người thiệt thòi. Không, mà từng nào ta giảng nó cũng có những cái lạ mà, chứ nó đâu phải nó dị hoài đâu. Tuy là xây dòng trong cái chuyện tín nguyện niệm Phật, nhưng mà thật sự nó có nhiều cái lạ khai thác ra. Có cái cô kia ở miền ngoài, cô là cô giáo, cô nói một câu gì nè: công nhận thầy sao mà có nhiều câu khai thác ở đâu mà hay ghê. Con tra vào từ điển không nhìn ra. Những đức nói cái câu này trong tự tánh không. Cô phải học kinh giáo á, mà cô phải từ kinh giáo cô thông ra thì cô mới thấy được câu này. Hiểu chưa? Cô tra từ điển bình thường không có đâu. Nè, vì cái câu nói của tôi nó vượt từ điển. Nên quý vị biết rằng là thật sự mà nó khai thác những câu lạ, tự tánh hiển lộ, khai thác những câu lạ lạ không. Nên mỗi một con người mình á,
cái đầu óc này nè nó đặc biệt lắm, phải luyện nó. Lúc nào phải luyện nó bình tĩnh. Vì coi sách xưa không có người nào thành đạt mà không nói câu này. Như Gia Cát Lượng đồ, người nào cũng phải bình tĩnh cho nó. Tào Tháo cũng xác định sâu quý vị. Nhưng đời trước là Tào Tháo là bậc thiền sư mà tu được đại ngộ chứ không phải giỡn đâu nghe. Tào Tháo là thiền sư nên sức định của ông sâu lắm. Ông ác nhưng mà ông định sâu. Khi mà ông thất bại đến mức mà ông không còn cái gì nữa chân, nhưng ông vẫn luôn luôn bình tĩnh. Ông lúc nào cũng nói câu Tào Tháo ta nhất định phải thành công. Mà đến mức ông không còn một binh một tướng luôn, ông cũng nói câu Tào Tháo ta thành công, không có nói thất bại, nhất định ta phải thành công đó. Nên ông làm mọi mặt ông phải thành công. Đó là sức định của ông sâu. Ông không có bị cái tâm thất bại, thấy không? Gia Cát Lượng như vô cùng bình tĩnh luôn. Khi mà gọi là thất chặn rồi mà vậy mà ngồi một mình đánh đàn, người ta kéo bao nhiêu vạn binh lợi, vì mà ông ngồi đánh đàn còn hơn. Mà trong tiếng đàn ông là thiền định đó quý vị. Nó làm cho quân lính và tướng sĩ nghe mà bị giống như bị mê luôn á. Ghê chưa? Vậy mà cuối cùng thấy ông đánh đàn vậy sợ quá, cầm bao nhiêu vạn binh tóc chạy, chạy hết trơn. Trong khi ông có mình một à, ông đàn thôi mà chạy sạch nhách chứ. Thấy kinh chưa? Cái người bình tĩnh nó ghê lắm quý vị. Người sống trong cuộc đời mà gặp sự cố gì cũng phải bình tĩnh. Bình tĩnh là thấy lối thoát à. Quý vị nhớ nghe, trong cái cuộc đời này không có bao giờ cái gì mà không có lối thoát. Chấp nhận chết là thoát à. Chắc chắn luôn. Hiểu không? Nó, có nhiều thằng đại ca nó đâu phải giỏi gì đâu, có gan à. Nó nhào vô nó bỏ mạng kia chạy thấy mồ. Nó gan nó thành công, quý vị biết chưa? Nó, nhưng mà mình học Phật mình gan giải thoát. Mình gan xả thân để mình có cái thân mới ngon hơn thì mình đâu có sợ chết, đúng không? Đó. Bây giờ quý vị nhìn đi, hồi xưa mình còn gái nó đẹp mà bây giờ mình lớn tuổi 40-50 tuổi là mắt mày mũi miệng mình nó đã thay đổi, lão hóa, thấy chưa? Không lẽ mình nhìn cơ thể mình không biết nó lão quá à? Hiểu không? Mình tắm mình nhìn cơ thể mình thì phải lão quá không? Thì biết nó lão hóa rồi thì đi theo ngày tháng suy tàn, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta chọn một cái thân mới cho đẹp hơn. Đã chọn cái thân mới, đã muốn có thân mới thì phải xả cái thân cũ. Mà sợ chết sao xả? Đó, sợ chết sao xả? À, bây giờ mang cái thân làm vợ người ta đời này nó tả tơn hết rồi. Đẻ con đồ te tua hết rồi. Hiểu không? Bây giờ có cái thân khác là không có bị tả tơn. Vậy xả cái thân này. Vậy thì phải thành tâm niệm Phật, gặp sự cố gì cũng niệm Phật. Coi như xả mạng đi. Đã là xả mạng rồi thì niệm Phật được. Bị người ta chửi cũng xả mạng. Chửi cái mạng giả mà. Chửi cái mạng giả quý vị. Nhưng mà khó lắm, không phải dễ đâu. Phải nhìn nhận cho sâu sắc mới được nhắc hoài. Đang chửi cái mạng giả mà. Nhưng mà nói vậy đó, nhưng mà nó khó làm, nhưng mà phải làm. Làm được thì an lạc cho mình thôi. Tuy mình làm được mà mình sẽ tự tại. Chứ đâu phải là mình không tự tại đâu. Còn nếu như mình coi là cái mạng thật thì mình phiền não à. Chửi mình là phiền não liền. Hoặc phiền não là bị kích động. Mà kích động sao thành công? Con người mà dễ kích động không làm việc lớn được. Khi con người mình mà gặp sự việc gì mà tự nhiên mình tức lên mình nói chuyện đâu có được đâu. Giống như nó nghẹt họng vậy, là mình thất bại rồi. Chí mình bị tối liền. Nên con người khi đụng sự việc mà mình dặn dịu câu là thành công. Đụng sự cố dặn dịu câu thành công. Hiểu không? Đó, như con mình la nó không nghe là dễ bị kích động nhất. Khi con mình la nó không nghe là mình sẽ dễ tức. Mình tức lên là mình sẽ bị nó làm cho mình mắc khôn. Nó, mình tức nó chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe. Tại vì mình thương quá nên dễ kích động nhất là chỗ mình thương quá. Mình luyện từ con, từ chồng mình sẽ thành cao thủ. Tại vì tình thương đó mà mình không bị kích động thì mình sẽ, những cái người khác mình sẽ không bao giờ bực bội nhiều. Tại vì mình thương họ quá, mình dễ ghét họ, mình dễ bực bội họ. Mình luyện từ họ để thoát ra. Còn người ta là người dân nước lã, gặp nhau một chút nhà ai nói gì, vì bực bội làm gì. Giống như bà cụ Hứa Chiết có nói một câu: không có buồn người giống hệt như đứng ngoài đường mà thấy người đi qua đi lỡ. Kẻ đi qua người đi lỡ, chúng ta có nhớ mặt người không? Không, vì đó là chuyện của người. Nên chúng ta đừng nên dặn người giống hệt như kẻ đi qua người đi lại chúng ta thấy ngoài đường là xong. Nó rõ ràng luôn. Cả đời bà cụ Hứa Chiết là luyện cái tâm gì phải không? Luyện cái tâm vui á.
Liền cái tâm tự tại á, liền cái tâm đó mà người ta hỏi bà cách dưỡng sinh mà cơ thể bà tốt được là từ đâu? Là tâm vui, tâm thiện. Mỗi ngày thường vui cái tâm thiện thì tức khắc cái ác nó mất đi. Ta nói đoạn ác tu thiện. Đoạn ác tu thiện bằng cách nào? Là phát thiện tự đoạn ác. Phát thiện thì tự đoạn ác, chứ đừng có đi đoạn ác. Mình đi đoạn ác mà mình tu thiện thì đó là phát tự lực. Mình tự phát thiện thì nó đoạn ác à. Tại vì nó có một loại tâm thôi. Chúng ta chỉ dùng cái tâm tu thiện thì không có nghĩ ác. Là nghĩ thiện, thì nghĩ thiện thì không nghĩ ác. Mà không nghĩ ác là đoạn ác. Nên muốn đoạn ác thì phải nghĩ thiện, chứ khỏi cần đi đoạn ác. Hiểu chưa? Đó. Ngày xưa mình đi làm ác là do mình nghĩ ác thôi. Nghĩ ác. Còn bây giờ mình muốn đi làm thiện rồi là không đi làm ác nữa à. Đó là thành tâm sám hối rồi đó. Khỏi cần nói ra cũng là sám hối rồi. Thấy rõ ràng không? Đó. Nhiều người, thí dụ như mình nghe người xưa nói, chư tổ sư nói, mỗi ngày mình phải xem lại cái ác của mình ngày hôm nay. Quý vị mà xem đi là nó ác hoài. Cái căn tính mình khác người xưa nữa rồi. Mình cứ xem cái ác mình hoài thì mình thấy trời ơi, ngày nay qua trời ác luôn. Rồi qua trời ác rồi, ngày mai tiếp tục tối ngồi suy nghĩ, ôi trời ơi, ngày nay ác còn nhiều hơn hôm qua nữa chàng, ôi chàng. Cứ nghĩ nát không à, cuối cùng thì thấy giết rồi mình nói, thôi thôi tôi chán quá trời chán, tôi nghĩ tu luôn, tôi ác quá trời nhiều. Nói đoạn ác mà tôi đoạn ác không có được. Thì bây giờ đổi ngược lại là nghĩ thiện thôi. Nghĩ những điều thiện mình làm của ngày nay thôi. Hiểu không? Người ta nói nghĩ thiện nó ngã mạng. Nghĩ thiện đi, rồi tự nhiên nó muốn giảng sanh thì nó đỡ ngã mạng. Nghĩ việc thiện mình làm á. Hiểu không? Giống như tướng vào tâm sanh, tâm nghĩ thiện thì nó thiện lắm. Còn những cái mà lỡ mình nghĩ ác, quên đi. Những cái mà ngày nay mình lỡ mình dặm côn trùng gì chết, quên đi. Mình lỡ giật cơm hộp ăn, quên đi. Hiểu không? Mình quên những điều đó đi. Mình hãy nghĩ ngày nay mình được đi niệm Phật, ngày nay mình được nghe thầy giảng pháp, ngày nay mình cười. Vậy được rồi. Đúng không? À, hay mà, quý vị nghĩ vậy nó hay đó. Nó rồi quý vị dùng cái câu thiện nhất là niệm Phật. Đi đứng nào ngồi quý vị cứ niệm Phật. Là thì nghĩ Phật hoài thì nó quên ác thôi. Nên bây giờ đổi cách làm lại. Cái cách của người xưa nó từng đời phải có sự chuyển biến theo căn tính. Thật sự mà theo căn tính mà chuyển biến. Có một vị này, khi ông gặp những đức hỏi, sao ông cứ kêu người ta chuyên niệm Phật hoài? Nó thì tôi chuyên niệm Phật. Rồi xong thì đức hỏi lại, vì sao ông tạp tu quá vậy? Thì ông nói, tại tôi thích nhiều môn. Thì đúng rồi, ông thích nhiều môn thì ông chỉ ta nhiều môn. Tôi chuyên môn thì tôi nói chuyên môn. Nói sao tôi nói chuyện với ông xong nói ngang quá. Nói đúng cho nó ngang gì. Hiểu không? Tôi là tu tịnh độ là cái dạng đi ngang. Nói chuyện như thế một chút. Tôi tức đi ghê. Sao tôi nói cái gì cũng trả lời kỳ cục. Tức cái gì mà tức? Tịnh độ là nó xiên ngang mà, ăn tổ nói mà. Như con mọt mà nó đục mà ống che, mà tu pháp khác thì nó đục từng mắt nó xiên qua. Còn tôi là xiên ngang là xong rồi. Cần gì từng mắt cho nó cực. Đúng không? Tổ sư nói mà, tôi nói có ngang đâu. Người tu tịnh độ là ngang. Nghe không? Đi ngang. Đi tắt. Người tu các pháp khác là đi vòng. Nếu bạn có đủ sức thì bạn đi vòng đi. Còn tôi không có đủ sức nên tôi đi ngang cho nó mau tới. Hiểu không? Bạn đủ sức thì bạn nhảy xuống sông bơi qua kia. Tôi không có đủ sức, tôi leo lên đò. Leo lên đò ngồi, lái đò đưa qua bên kia. Tôi ngồi trên con đò này, tôi còn nhìn cảnh vật con sông, tôi còn nhìn chim, bầy chim đang bay trên dòng bầu trời, đúng không? Tôi thấy có cây sáo đem ra thổi, tôi còn thổi sáo nữa cho nó biết tự tại biết mấy, đúng không? Một chút tới bờ bên kia, chủ đò nói mời khách lên.
đúng không? Nói tôi bước lên sợi chợt chân, ông lái đò đứng dịnh tôi, đưa tôi lên giùm. Tự tại quá. Hiểu không? Xong mình lên bờ, mình thấy mình mẩy khô ráo, cơ thể thoải mái, nhìn cái thằng lội qua sông ướt nhem. Khổ ghê, thằng lội qua sông ướt nhem à. Vậy thì ông chọn đi, ông nói ông ngon, ông lội, tôi không có ngon, tôi lên đò, được không? Không, đạo Phật mình nghĩ lại có cái nguyên lý hay và có trí tuệ sâu sắc vô cùng. Giống như câu chuyện Đức Phật còn tại thế thế không? Gặp tham sân si bay vù 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 vù, gặp Phật đến, ba tên tham sân si nó cho ông cụ Đàm biết thằng công của ta, công lực của ta, phép thực của ta bay cho ông cụ Đàm không biết. Bay vù 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 bay qua, xong gặp Đức Phật nói: Đức Phật, thấy không, thằng thông của chúng tôi cũng thấy dữ dằn không? Đức Phật hỏi: vậy ba người luyện công phu này bao nhiêu năm? 30 năm. 30 năm luyện công phu này gian nan cực khổ lắm. Bây giờ ba anh em tôi bay qua sông, bay tới bay lui. Đức Phật nói: khổ quá chi 30 năm dữ gì. Ông lấy đò đưa tôi qua sông. Nè ba đồng. Có 3 đồng thôi đã qua sông rồi, cần chi 30 năm đi qua sông. Hiểu chưa? Đức Phật bay được mà Đức Phật đâu có bay. Đức Phật muốn nói cho ba tên tham sân si biết, dù các ngươi có bay qua bay lại con sông này, nhưng dưới cái tâm của các ngươi thì vẫn bị câu thúc trong lục đạo luân hồi, không ra khỏi. Hiểu chưa? Đâu ra khỏi lục đạo luân hồi đâu. Còn ta tuy không có bay nhưng tâm ta thoát rồi, rồi lục đạo luân hồi. Cái tu giải thoát là từ cái tâm giải thoát á. Hiểu quý vị? Chứ không phải cái tướng bên ngoài nó ghê gớm gì đâu, mà là cái tâm mình giải thoát trong cái cõi đời này. Trong cái cõi đời thì nó có thuận có nghịch, mà tâm mình giải thoát thì mình sống trong cõi đời mình cũng vui mà. Chứ nó có khổ nặng nề gì đâu, quý vị, coi nhà một ề gì mà người ta có khổ gì đâu. Hiểu không? Việc gì mà không làm được. Đó, nên từ nơi đó, cái giải thoát là giải thoát ngay cái tâm á. Thì mình tu thì tu ngay cái tâm là tâm giải thoát thì nó mới vui được. Thì bây giờ những đức mà không vui vẻ tự tại sao nói chuyện với vị nghe tự tại. Đúng không? Phải cảm thấy có cái cảm giác tự tại mới nói cho vị nghe gì nè. Đó nên quý vị biết cái pháp môn Tịnh Độ này thù thắng như lắm. Nó đặc biệt chứ lắm, quý vị thấy không? Mình tiếng mấy đồng hồ đó. Tiếng mấy rồi còn gì nữa. Nãy giờ giảng quá trời luôn. Vậy mà có nhiều người nói không biết giảng cái gì. Không biết cái gì mà ta ngồi hoài được. Đúng không? Còn hơn giảng hay quá trời luôn, ta đi ngủ mất tiêu chứ. Đúng không? Nói vậy mà cái gì? Cười vui vẻ mà nói gì, không biết làm sao người ta cười được rồi, đúng không? Mà cười tiếng mấy đó nghe, cười tiếng mấy luôn, mà cười chút rồi trời, trong lòng nó sảng khoái lắm. Giờ nãy giờ nó nói chứ nghe giảng gì cho nó nhẹ nhiều thứ trong tâm lắm, nhẹ nhiều lắm. Những đức nói với vị mà có mụn là ở đây, mà thứ bảy chủ nhật nặng mụn sạch nhất. Hiểu không? Không mà nó nghe gì cái tuổi trẻ nghe cũng được lợi ích. Thông minh. Nhiều cái thông minh. Thấy không? Nhớ nè, buồn giận người là ngu lắm nghe. Buồn giận người ta là ngu dữ lắm. Nghe không? Bây giờ mình là người khôn mà. Đi buồn giận chi? Đừng buồn giận ai nghe không? Giận chi cho nó mệt đi. Hiểu không? Nên đi về chùa. Miễn sao vui là được rồi. Nó có tiền xe là đây được rồi. Từng nào không tiền xe đến đây tịch tịch tàn tàn lên chơi vậy được không? Vô ngồi nghe pháp chơi vậy được chưa? Thầy giảng lúc nào buồn ngủ chút được không? Tự tại mà có gì đâu sợ. Đúng là quá tự tại rồi, thấy không? Từng chủ nhật nào, thứ bảy nào tịch xe chơi vậy được không? Người đồng cát thuê chiếc xe bự chà ba.
cái công họ cực khổ mua chiếc xe bự quá trời luôn, còn mình chỉ cần bỏ một chút thôi lên xe đi rồi. Họ còn cực khổ thi bằng lái lái xe nữa, mình chỉ ngồi thôi, chạy tịt tịt tàn tàn. Mình lên xe mình còn bắt niệm Phật mình chơi trên xe nữa chứ. Cái chuyện cũng sùm cừu, sướng quá trời luôn đúng không? Những đức nói mấy cô mà đi tu là mấy cô may phước, nó nói thiệt may phước dữ lắm luôn. Nó, mấy cái bà mà không đi chùa được, bữa nay chủ nhật ở nhà lam lũ làm muốn chết. Mà mình mà đi tu khi ở nhà chồng nó thấy nhà dơ nó đi rửa nhà, đi dọn nhà chứ sao. Hiểu không? Mình đi tu hoài nó dọn nhà chứ sao. Mình nói kêu ơi ông đi tu chung, nói tôi mà đi tu ai dọn nhà. À vậy ông ở nhà dọn nhà để tôi đi tu. Hiểu không? Tôi tu được có gì tôi hồi hướng công đức cho ông nghe không? Nói với chồng á, nói ông ở nhà nhưng ông được phân nửa, chia cho ông phân nửa đó. Tôi đến chùa tôi tu chưa nghe không? 4 ngày lại Quan Âm Bồ Tát, ở nhà làm việc nhà, coi con cái cho đà hoàng. Tôi đi lại, tôi đi tu chia làm đôi. Nếu chưa nói với chồng vậy đó. Nếu mà có hai vợ chồng mà chịu đi hết trơn thì đóng cửa nhà, khóa cửa lại. Có gì đâu sợ. Nó, còn nếu con mà cái muốn đi, ba dẫn đi theo hết trơn luôn. Nguyên gia đình đi luôn, có gì đâu sợ. Mình đã biết được cái nhân cái quả rồi thì dù có nghỉ học mấy ngày nó cũng đâu có gì đó thất bại. Thất bại gì? Đúng không? Nó gì đâu mà thất bại. Có khi nó đi chùa 4 ngày lại Quan Âm, nó có gì khi gì nó còn dữ dằn hơn nữa, còn ghê hơn nó chuyện dẫn chơi. Nó, bây giờ nó cố gắng học nó được cái bằng cấp mà nó không có phước. Nó không có phước sao thành đạt. Hiểu không? Mà nó có bằng cấp mà không ai nhận nó việc làm sao mà ngon. Còn cái đứa đi tu nó được người ta thương nhiều, ít học nhưng mà được ông chủ lớn cho nó cầm tiền, cho nó giữ của. Tại vì nó ngoan, nó đàng hoàng nên người ta cho sự nghiệp lớn cho nó cầm. Cuối cùng nó thành đạt, nó đâu cần lấy bằng cấp. Thí dụ như bây giờ mình không có phước, mình biết tiếng Anh quá trời luôn, mình đi làm thông thịt viên. Còn cái ông chủ, ông không biết tiếng Anh, mình làm thông thịt viên, ông mình nói muốn le lử luôn, ông nói ông bắt mình phải trả lời lại. Nó, thí dụ như bây giờ ông nói với thằng Mỹ, hôm nay tôi với anh ký hợp đồng làm ăn, thì thằng thông viên đó, xong cái thằng Mỹ bên kia nói tôi sẽ ký hợp đồng với anh, thì thằng này nó nói cho mình nghe, ổng nói ký hợp đồng với ông, à, mày nói với ổng là hợp đồng này được đó, thì nó nói, nó nói cho mình hết trơn, dù có bằng cấp nhưng mình vẫn là ông chủ mà, mày nói tao đàng hoàng, mà nói đàng hoàng tao cắt chức mày khỏi cho mày làm luôn, cho mày biết. Nó ít học nhưng mà nó lại là ông chủ, vì nó có phước đức lớn hơn làm ông chủ. Quý vị nói chuyện giỡn chơi đúng không? Bây giờ bên cạnh những đức nhiều người ta học giỏi lắm, giỡn đâu. Đi tu nhiều người ta học giỏi quá trời, đúng không? Nhưng mà những đức khi vô hợp thì đức nói tá lạ, mình nói tào lao bất xế, ngồi ôm ngu, không ai dám trả lời, không ai dám ý kiến luôn, ý kiến là chết. Tôi là ông chủ mà, dám ý kiến không? Ngồi họp có nhiều cô học giỏi như đức quá trời luôn, đâu có dám nói tiếng gì đâu. Tôi quy tắc tôi đưa ra, tôi nói không được nói. Bây giờ như đức hỏi quý vị trong đây nè, quý vị nhiều người trong đây học thức cao dữ lắm, nếu so trình độ lớp 3 của những đức là quý vị chắc chắn là hơn, đúng không? Bây giờ những đức nói chuyện trong đây quý vị chỉ có được cười chứ có dám nói tiếng gì không? Có ai dám nói tiếng gì chưa? Mà đứng bậy bạ mà có nhiều cô nói ngồi xuống thầy giảng đứng lên bắt kính tội chết bây giờ. Ngộ ghê chưa? Ghê không quý vị? Lớp 3 sao ghê gớm vậy? Hiểu không? Đó là phước đức nó mới hơn người khác. Nó nên con mình nè, mình cho nó phước đức nó vẫn hơn chứ. Mà học không có dở đâu, đừng có lo. Nó có phước đức nó thông minh còn hơn người ta. Nó bay đâu có đơn giản, nít chút xíu nhịn mặt dễ thương ghê chưa? Nó xíu xíu ngồi phía trước rồi nè, kinh chưa? Nó đâu có đơn giản, người ta ngồi đó đó duyên phước người ta lớn, biết chưa? Nó nên mỗi một người mà nghe gì rồi quý vị thấy trong cuộc đời này phải quá tự tại không quý vị? Quá tự tại luôn. Sao mình cứ nặng này mình lo hoài chạy? Nào là con tôi phải học hơn người ta, đủ chuyện phải lo chứ, sao lo nhiều chứ hả? Miễn cần cơm ăn áo bạn đủ là được rồi. À, ngày nào cũng cười là ngon.
Cá đờ vậy là ngon rồi. Còn bữa nào một tuần lễ không muốn nấu cơm, dặn vợ chồng con cái lên đây ăn cơm. Vậy đâu sợ. Gì sợ chứ, đúng không? Sao đi tu thấy dễ quá mà sao nhiều người đi tu nói đi đến chùa ăn mà cũng sợ tổn phước. Vậy nấu chi à? Vì nhớ nè, chùa mà không nấu mà lỡ ăn thì cái đó không đúng, tại vì người ta không có nấu. Còn chùa mà nấu là tôi ăn thả ga. Tại vì nấu tôi phải ăn, không ăn bỏ nó mới tội. Đúng chưa? Đó. Nên ta đã nấu thì mình phải ăn. Nên mình ăn mình không có gọi là mình không có chê khen là lu bu. Mình khen chứ mình không có chê, nhưng mà nó lộn. Cho mình ăn mình khen chứ. Đó, nên bữa nay nhà Đức sắp xếp cho cơm hộp đồ này kia. Bữa nay đông quá quý vị, nhớ xuống nhà ăn nó đông quá, nó chặt. Mà nó chẹt rồi bắt đầu nó rớt đồ đạc tùm lum. Thấy không? Nên từ nơi đó mà nhà Đức bố trí cho mấy cô bữa nay dọn đồ cơm hộp ở đây nhiều thì nó cũng giống hệt tí chứ. Rồi đi xuống cái nhà ăn, đầy nhà ăn. Vừa đầy nhà ăn là những Đức nói với Liên Diệu là đẩy cái bàn qua ngay cái đường đi vô là đầy rồi, vô nữa thì nó bị ùn tắc. Nên là để cái bàn ngang cái đường đi, bắt đầu là cơm hộp để cho đó thì cái có nghĩa là nhà ăn đã đầy thì mình vô mình lấy hộp cơm lên chánh điện hay ngồi ở đâu mình ăn cũng được, không sao. Nó gì để làm chi, nó tải điều đã hết. Để không thôi vô trong cái nhà ăn mà nó chặt quá, lông ngóng bên trong chặt cứng à, không có vô được. Mà lại đông người quá, bị cái này kia. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà giờ những đứa, bữa nay những đứa bố trí bên đây cơm hộp phát nhiều dữ lắm. Với những đứa kêu mấy cô á, thường là tới giờ các cô á, mới lấy cái hộp cơm qua và để đồ ăn nên nó mất thời gian. Nên nó bị ùn tắc con người nên bị lâu đó quý vị. Nên những đứa nói bữa nay nè, 10 giờ 40 là mấy cô bỏ đồ ăn vô hộp cơm đi. Rồi xong rồi giờ đó ra đưa hộp cơm cái quất luôn. Đúng không? Xịt nước tương vô mình vớt hộp cơm liền gì đâu. Bây giờ mình ra ngoài mình phải ngồi mình đợi, mình đứng mình đợi, rồi mình bỏ đồ ăn từ từ nó lâu quá trời. Thì cũng là bỏ vô bụng nó để vui rồi ăn gì cũng ngon chứ nha. À, cái quan trọng là buổi giảng này nè, người ta vui rồi. Một hộp cơm cho của Tam Bảo vậy cho ăn có phước. Tại cơm của bá gia bá tánh. Mình ăn hộp cơm thôi mà nó kết duyên với chúng sanh. Mình nghĩ vậy thì nó hay hơn là mình nghĩ ăn vậy thiếu nợ chúng sanh tầm bậy. Cái câu thiếu nợ chúng sanh xong đổi là cái câu khác á. Đổi là câu gì? Kết duyên với chúng sanh. Trời ơi mệt ghê. Sao cứ nợ hoài vậy không biết nữa. Bởi vì ta thiếu nợ chứ mà thành nghiệp luôn. Mở miệng ra là nợ không à. Bây giờ chúng ta đừng có dùng cái câu nợ nữa mà là kết duyên. Kết duyên với chúng sanh. Ăn hết rồi, ngồi bàn ăn đồ mà ăn đồ ăn hết rồi, nói mấy cô đem ra thêm cho tôi. Ủa sao bàn ăn dữ vậy? Thầy dạy. Ăn ít kết duyên ít, ăn nhiều kết duyên nhiều. Đúng không? Đổi câu lại đi. Quá hoan hỷ luôn đúng không? Bởi vậy con đi đâu á con ăn dữ lắm mày. Ở nhà ăn không có nhiều, mà đi đến chùa chiền ăn nhiều dữ lắm. Vì con nghe lời thầy dạy, ăn ít kết duyên ít, ăn nhiều kết duyên nhiều. Con phải ăn nhiều. Thấy tự tại chưa? Đổi cái văn tự lại. Phật pháp á, là văn tự á, là nó thông hiểu, nó đi vào lòng người. Cái chỗ nào dùng văn tự cho đúng chỗ nấy, còn chỗ nào mà quan hỷ thì dùng văn tự quan hỷ. Thấy không? Nên từ nơi đó mình phải hiểu, chứ đừng có dùng văn tự tầm bậy là sanh phiền não, sợ ăn không ngon. Hiểu không? Đó, nên quý vị muốn ăn mấy hộp cơm cũng được, ăn nhiều kết duyên nhiều á. Nhớ câu đó đi nghe. Đó, đến chùa mà cho cái gì đó nhận hết. Vì sao? Cho gia đình kết duyên. Hiểu không? Nó chùa mà chiên bánh xèo rồi là mình lỡ mình ăn á, mình lỡ mình ăn đó, ăn xong mình ra phía sau mình coi còn bánh xèo không. Cô cho tôi mấy cái bánh xèo để tôi kết duyên, cho chồng tôi nó kết duyên luôn, tội nghiệp nó. Tôi lỡ đây tôi ăn bánh xèo mà ở nhà nó dọn nhà dọn cửa,
cô cho tôi một cái đem về cho chồng ăn để cho nó kết duyên với Tam Bảo cô Hương. Được chưa? Nói câu à được cô, được, con đưa cho cô cái bánh xèo. Cho chồng kết duyên với Tam Bảo. Nói chưa? Mà chồng kết duyên mà còn hai đứa con tội nghiệp ghê. Nó có đi học cả buổi nay luôn bây giờ nói gì. Tôi cũng muốn xin thêm hai cái nữa cho hai đứa con, đứa một cái kết duyên với Tam Bảo. À được cô, đâu có gì đâu, còn mà cô lấy đi. Cô lấy mấy cái cô lấy. À được rồi, vậy tôi lấy nghe, tôi lấy 6 cái á. Đó. Được không? Ôi hỏi ủa sao lấy 6 cái dữ vậy cô? Mấy cái này ăn buổi trưa. Từ đây tới chiều mà tôi về nhà, buổi chiều tôi nghỉ ngơi một chút nên khỏi nấu cơm. Tôi vớt thêm mấy cái này nữa, buổi chiều nghỉ ngơi đặng niệm Phật cô ơi. Thấy không? Được hết trơn, có gì đâu. Có thì cứ lấy thoải mái, có gì đâu. Chúng sanh mà, kết duyên chúng sanh mà. Thấy không? Nên những đứa nói mấy câu trong nhà biết nghe, đồ ăn mà tem lại cúng ngày Chủ nhật đem cho ăn hết đi. Trái cây chứ gì đem ăn cắt ăn hết đi. Xài gì đó, ai thích ra phía sau lấy hết đi. Đem về nhà chuối đồ buồn lấy hết đem về. Cứ ai hỏi cái gì là kết duyên chúng sanh. Thấy không? Ra hỏi một tiếng rồi lấy, chứ đừng có tự lấy thôi. Hỏi một tiếng rồi lấy. Hỏi một tiếng rồi cô cho tôi, người ta đưa mình lấy. Còn người ta không cho là thôi. Cái gì đâu, không cho là thôi. Được không? Người ta không cho là thôi, cái gì đâu. Chứ mình nói trời ơi, tao cho mắc cỡ thấy mồ. Nó làm gì thấy mồ. Không cho là thôi chứ gì đâu mắc cỡ. Hiểu không? Không cho là thôi. Không có gì mắc cỡ hết trơn ha. Ví dụ như mình sống tự tại đi, mình thiếu tiền, mình mượn tiền người ta. Mình mượn tiền người ta, tao không cho mình. Không cho là thôi. Cái gì đâu mắc cỡ. Cho thì mượn đỡ. Vậy bữa trả. Còn không cho là thôi. Tự tại không? Quá trời tự tại luôn. Hiểu không? Học cái này nó đặc biệt gì đâu. Hiểu không? Nào, ví dụ như chồng mình đi, mình thích bộ đồ đó đi. Mình nói anh em thích bộ đồ đó. Xong thôi bữa nào hả mua. À vậy thì thôi. Tôi hỏi thử thôi. Cho thì được cũng được. Không cho là thôi. Không? Vậy đó nghe. Mà người ta về người ta ngồi người ta suy nghĩ người ta mua. Tại tội nghiệp quá. Xin xong cái không cho là thôi. Mà mình khi người ta xin xong rồi mà người ta không cho mình mà mình vui mình thì thôi, mình không có buồn gì chứ, là người ta mua. Ta mua liền, mà mua liền luôn. Thì em thấy mình xin xong mà mình không cho mà người ta vẫn vui, nên người ta thương mình nên ta mua cho mình luôn á. Còn kiểu mà mình xin xong mà người ta không cho mình làm gì nè. Mình đi, mình khôn mình đi. Làm mặt gì kỳ cục vậy? Xin đồ đạc mà không có tiền thì thôi, bà làm gì mà kênh tôi kỳ cục vậy? Tôi thấy bà tôi khó chịu lắm nghe. Có chuyện xảy ra đúng không? Còn mình xin xong mình nói, không cho là thôi. Hiểu không? Đâu có gì đâu. Nó đừng có đổi sắc mặt nghe. Tuyệt đối không được đổi sắc mặt nghe chưa? Sau này đi làm gì cho ai cũng không được đổi sắc mặt. Vì là người thành công trong cuộc đời. Khi mỗi buổi sáng những đức tu một thờ giúp cho đầu óc mình tỉnh táo lắm. Khi con người mình mà giữ được bộ não tỉnh táo thì khi mình gặp những sự việc này kia giải quyết rất là nhanh. Vì thì khi mình bị ai la gầy mình cũng ít phiền não, ít đổi sắc mặt. Những điểm này là toàn là những điểm quý vị thành công không đó. Mà nó bắt đầu từ cái công phu niệm Phật giúp cho mình tỉnh. Cái công phu niệm Phật á, nó giúp cho mình rất nhiều mặt hay lắm. Thí dụ như quý vị vô hình chung nó hóa giải được cái nghiệp của vô lượng kiếp. Nó ẩn nhẹm từ tâm, từ túc nghiệp. Mà niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, phải không? Đó là nó khai thác được cái mặt tâm linh của nội tâm.
Mà con người khi phát triển được cái mặt tâm linh của nội tâm thì con người này sự nghiệp trong cuộc đời nó thành đạt lớn dữ lắm. Mà con người mà khi cái sự nghiệp mình bị ảnh hưởng là gì? Cái mặt tâm linh nó bị sa sút. Cái mặt tâm linh nó bị sa sút bởi vì thường buồn, thường nặng nề. Nên cái cảm giác của nhiều người mình nói rằng là không biết sao tâm trạng nó cứ nặng nề quá. Mà cái lúc mà tâm trạng nó nặng nề quá là sự thành công trong công việc của mình khó lắm, có vấn đề. Vì mặt tâm linh có vấn đề. Mặt tâm linh nó phát triển thì nó giúp cho đầu óc sáng suốt, tỉnh táo. Người này dù là người ta chưa có giàu, người ta đang nghèo, nhưng mà người ta thường sống rất là tự tại, rất là vui. Vậy thì có món tài sản nào bằng cái này? Đâu có món tài sản nào bằng cái này đâu. Mình thì có rất nhiều tiền nhưng mình cũng xài đâu có hết để dành. Nhưng người ta đủ tiền xài nhưng mà người ta không lo. Mà cả đời người ta có đủ tiền xài mà người ta không lo. Người ta sướng hơn cái người nhiều tiền mà sợ chở ống cấp. Quý vị nghe gì rồi suy nghĩ cho thật kỹ. Có những người người ta đi làm thuê làm mướn, nhưng mà nếu người ta học Phật thì người ta thấy người ta cũng biết đủ. Đồng lương của người ta cũng đủ sống. Còn quý vị cũng là cả đời làm chủ nhưng mà quý vị lo trả tiền lương, dư tiền cho thật nhiều để dành, rồi bận tâm nhiều người nữa, cực. Còn cái người làm kia nếu biết an phận vui hơn chủ, họ sống không có nặng nề lo nhiều thứ hơn chủ. Ông chủ lớn thiền lớn sống. Nhưng mà nhiều người thích làm chủ, tại thích cái danh cái quy. Thì có cái danh có cái quy thì có cái khổ nhiều. Còn cái danh cái quy nó ít thì cái khổ ít. Mà cái đó mà nó không có nó thì nó vui rất là nhiều. Mà niềm vui nhiều đó là hạnh phúc, đúng không? Có những người người ta có tiền, người ta đi mua chức phận. Khi người ta mua chức phận rồi, quý vị thấy người ta còn sợ nữa. Mua được cái chức phận thì ta sợ, sợ bị lật tẩy, là vì mình không có danh chính ngôn thuận. Nên từ nơi đó mà mình lo, mình sợ. Đó là gọi là mua cái danh cái lợi trong cuộc đời. Người ta nghĩ rằng bây giờ người ta bỏ số tiền người ta mua được cái danh đó, ta lấy cái danh đó ta kiếm tiền lại. Ta tính cũng biết khôn lắm, cộng trừ nhân chia kỹ lắm, nhưng mà lại bất an, lại bất an đó. Mà cả đời mà sống bất an lo âu được cái gì, còn không bằng sống bình an. Nên cái nguồn gốc để đầu óc tỉnh táo đó là niệm Phật lễ Phật. Nếu Đức thấy rõ ràng. Nên trong gia đình mà có ngôi Tam Bảo á, là cái điều hay. Tại vì ngôi Tam Bảo là cái nơi trụ xứ. Phật á, còn tại thế thì cái nơi ở của Phật chúng sanh là thích tìm về. Còn bây giờ Phật nhập Niết Bàn rồi, cái giáo pháp của Phật nó lan tỏa rộng, thì lúc đó chúng ta phải cần ở gia đình có ngôi Tam Bảo. Giống như mỗi gia đình mình là có Phật ngự giá ở đó. Chứ sao? Tượng Phật thờ trong nhà thì gia đình mình mỗi ngày niệm Phật thì Phật ngự giá chứ gì. Nhìn Phật để soi xét tâm can của mình. Nên gia đình có ngôi Tam Bảo là đặc biệt. Nên những Đức rất là chú trọng cái việc làm tượng Phật. Bây giờ tượng Phật chùa chúng ta tăng số lượng làm thêm nhiều á, mà toàn là những bộ tam thánh không à, toàn nguyên bộ không à. Nhiều lắm. Có khi những Đức đặt tượng Phật một tuần lễ cả trăm triệu tượng Phật đặt tặng suốt luôn. Cái người làm tượng Phật họ nói những Đức một câu vậy nè, ngộ ghê, tính ra thầy làm tượng Phật đâu 7, 8 năm, 9 năm gì mà sao người ta thỉnh hoài, mà sao người ta cũng còn thỉnh. Mà trong khi tượng Phật xài đâu ấy hư như đồ đạc. Đấy bàn thờ thì nằm y nguyên, ngồi y nguyên đó, cứ lại hoài.
rồi để chống mát nữa. Mà sao tượng Phật tặng hoài mà vẫn có người thỉnh? Những Đức nói có người thỉnh anh mới có tượng làm. Nghe không? Tại vì con người nhiều quá, cái lượng tượng Phật mình đưa ra cũng nhiều nhưng mà nó không thể nào so sánh với cái lượng con người. Cái thời điểm thỉnh tượng Phật, con người đang giác ngộ thỉnh Phật, thì từng sau lại có người giác ngộ nữa. Cái lượng người quá đông, từng ngày chưa có người giác ngộ thờ Phật, nhưng tới từng chủ nhật sau lại có người giác ngộ thờ Phật. Mỗi từng đều có lượng người giác ngộ, nên từng nào cũng tặng được tượng Phật. Đúng không? Tại vì đông người quá, từ buổi giảng này người nghe về bắt đầu sắp xếp gia đình, hỏi han bàn tán gia đình để thỉnh Phật thờ. Còn tuần trước thì có người tuần này sẽ đến thỉnh nè, trong tâm họ tính đến đây thỉnh nè, rồi tuần này nghe rồi mới tuần sau đến thỉnh. Nhờ vậy mà tượng Phật cứ ra hoài suốt 8-9 năm, biết bao nhiêu bộ tượng Phật. Một là người làm tượng Phật có cơ hội làm, hai là người tặng tượng Phật có cơ hội tặng, ba là Phật tử có cơ hội cúng dường. Hay ghê. Rồi mình cũng giới thiệu phương pháp tu. Bây giờ nhà nhà thờ tượng Phật thì nhà nhà niệm Phật. Quý vị thấy từ đó tới giờ lâu lắm, quý vị biết Phật Pháp. Chúng ta nói từ đó, đừng nói từ xưa. Quý vị biết Phật Pháp tới giờ, quý vị thấy chắc ít có ông thầy nào làm tượng Phật nhiều như Diễn Đức, đúng không? Thêm cái nữa là đưa phương pháp tu tại gia cho quý vị mạnh nhất. Mạnh nhất luôn. Mà quý vị để ý Nhận Đức tính cái cách này cho quý vị rất là hay. Mãi mãi về sau quý vị sẽ tự truyền dạy cho con cháu tiếp nối. Cũng như Nhận Đức hướng quý vị vậy đó. Còn quý vị hướng cho con cháu quý vị y rang như cái cách Nhận Đức hướng quý vị. Hay. Đúng không? Đi về đây là trụ xứ, rồi bắt đầu từ trụ xứ này nó mới rẽ điều ra là mỗi người gia đình, rồi mỗi gia đình mới truyền xuống từng đời đi xuống. Vì thì Phật Pháp truyền cái kiểu này thì quá đạt, tại vì nó là mỗi gia đình, mỗi gia đình luôn. Mỗi gia đình đều có ngôi Tam Bảo hết rồi, thì tại nhà là một ngôi chùa nhỏ luôn. Mà nếu mà mỗi ngày mà được nghe Pháp hai thờ nữa thì tại gia cũng được nghe Pháp luôn rồi. Rồi sáng tối dụng công tu nữa, có từ khóa sẵn luôn. Chỉ cần bấm từ khóa tu lên thôi thì y gan như ở chùa. Tại vì Nhận Đức lễ Phật, tăng ni, đại chúng, Nhận Đức niệm câu trước, quý vị niệm câu sau cùng với đại chúng, quý vị thấy không? Cái lực tu đó tại gia tu được mà lại đưa thờ khóa ra phù hợp, gọn, tiện tu, dễ tu. Biết chữ không biết chữ gì cũng tu được. Không? Rõ ràng luôn, đều tu được hết. Rồi tại gia đình quý vị lại có điệu hộ niệm luôn, chùa cũng hộ niệm như vậy, thì nhà cũng hộ niệm như vậy. Vậy thì tu được, nghe Pháp được, hộ niệm được, vậy thì ai cũng làm được. Một cái việc mà ai cũng làm được, vậy việc này thịnh phải không? Thịnh rõ ràng, vì ai cũng làm được. Đó, thì thấy cái này hay chưa? Để ý nghe, để ý để rồi bản thân mình mạnh dạn, mình phát động chương trình, mình phổ biến. Nó cứ kéo dài hoài cuộc đời, nhưng cứ làm tượng Phật hoài mà cứ đà này thì biết bao nhiêu gia đình mà có tượng Phật mà nói. Bây giờ toàn là tặng nguyên bộ tam thánh không, còn ai thiếu tượng nào thì thỉnh tượng nấy, còn chưa có thì thỉnh luôn nguyên bộ. Nó, quý vị biết được như vậy là đặc biệt lắm rồi đó. Nên những Đức nói hàng Phật tử mà quý vị được về đây tu là cái dùng này, quý vị cũng có phước duyên đặc biệt mới có được ba điểm chùa tu tịnh độ, đúng không? Có nhiều địa phương người ta chỉ mong làm sao địa phương người ta có một ngôi chùa gì thôi là đã khó rồi. Không chi mà một nơi này nó có ba ngôi chùa tu tịnh độ, mà bây giờ nó rẽ ra bao nhiêu ngôi chùa nhỏ tu tịnh độ ở nhà. Này quá hay, nên từ nơi đó mà quý vị cố gắng, đúng không? Nên á, cái sự nghiệp thế gian này nè, người ta đang sống, người ta muốn thành tựu lắm. Nhưng mà cái sự thành tựu đó nó làm cho đầu óc mình mê mờ sau thành tựu.
Quý vị mỗi ngày cứ cắm vào cái chỗ là tiền bạc danh lợi, sao nó sát. Con người muốn có tiền bạc danh lợi thì phải đừng cắm vào nó mà cắm vào Phật á. Vì Phật mới đầy đủ phước báo. Phật mới đầy đủ phước báo. Mình phát triển được cái tự tánh làm Phật của mình ra. Khi mình phát triển được tự tánh làm Phật mình ra thì tất cả cái việc thế gian này đều thành công hết trơn. Mọi mặt đều thành công hết. Vì trong tự tánh nó viên mãn. Còn cái việc thế gian thì nó tính vào phước. Nhớ, thế gian thì nó tính vào phước thôi. Nhưng mà cắm gốc vào Phật thì nó hiện tự tánh. Mà tự tánh khi nó hiện thì tất cả môn nào ở thế gian này nó cũng thông. Mà thông tất cả các môn thế gian thì muốn đạt thành tựu môn nào thì thành tựu môn nấy à. Chắc chắn luôn. Bây giờ những Đức nói với vị nghe nè, con người ta thành tựu thế gian đa phần người ta quy về thành tựu để có tiền. Đa phần người ta đi học để mà người ta làm một ngành nghề gì là phải thành tựu, là kết cục là tiền. Điều là như vậy hết. Dù quý vị làm ngành nghề nào cũng phải kết cục là vẫn là phải có tiền, đúng không? Vậy thì quý vị chỉ cần niệm Phật, quý vị chỉ cần giữ độ tỉnh táo, quý vị chỉ cần tu phước tu duyên, rồi giữ tâm thiện lành, chân thật, đừng tham lam của ai, đừng giành giật với ai cái gì hết, chỉ cần tu phước tu duyên cho tốt thì tất cả những cái việc gì quý vị sẽ làm là Phật sẽ sắp xếp quý vị. Một việc làm mà chính quý vị sẽ thành tựu sự nghiệp ở thế gian. À, mà nó rất là bình an luôn quý vị à. Thời gian cũng không có lâu. Thật sự thời gian cũng không có lâu. Những Đức lúc mà quay đầu học Phật là 2 năm. 2 năm là những Đức có thể quản chúng và cầm tiền xài được rồi. Mà trong khi ở ngoài đời không có một đồng để cầm. Nhưng mà vô chùa 2 năm quay đầu thôi là cầm tiền để xài cho chúng sanh ở trong Tam Bảo rồi. Là cầm tiền của chúng sanh để xài cho ngôi nhà Tam Bảo là 2 năm là xài được rồi. Và từ đó giờ tới bây giờ luôn. Từ đó và tới bây giờ khoảng mười mấy năm. Là những Đức chỉ bỏ ra 2 năm đầu chưa cầm tiền thôi. Và từ thời gian đó cho tới bây giờ luôn là những Đức sử dụng đồng tiền của Tam Bảo luôn tới bây giờ. Những Đức thấy rằng Đức làm bao nhiêu việc luôn mà tiền vẫn có xài lẻ rai, bản thân không thiếu thốn, mọi mặt đều đầy đủ và lo được cho nhiều người, làm được nhiều việc thiện việc tốt luôn. Và tiền bạc không thiếu luôn, danh không thiếu luôn. Mọi mặt những Đức thấy mình không có thiếu thì những Đức lúc nào cũng vui. Đó. Mà thành tựu của những Đức toàn là đem câu Phật hiệu giới thiệu không à. Rồi dụng công tu niệm Phật, rồi mỗi ngày an tâm cho người. Những Đức chỉ làm vậy thôi mà những Đức thành đạt. Cái sự nghiệp thế gian này, nếu mà nói về cái sự thành đạt này, những Đức lớn quá, thành đạt lớn rồi đó quý vị. Thật sự mà nói có nhiều người ta đâu có thành đạt lớn gì đâu à. Ví dụ như người ta đi học đi, người ta thành đạt một cái gì đó thì người ta có một sự nghiệp gia đình thôi. Chứ cái này người ta thành đạt sự nghiệp con người này nó lớn dữ lắm. Cái thành đạt sự nghiệp con người nó mới lớn và lo được cho rất nhiều người. Những người người ta khó khăn hay là muốn phát tâm sống trong ngôi Tam Bảo, mình giúp cho người ta được. Chứ bây giờ như mình ở ngoài đời, mình có giàu giàu chứ nói chuyện rước cha mẹ người ta về nhà nuôi, hoặc là người ta có khổ đau gì lỡ nhờ mình mà để mình cho ở nhà, đâu có được đâu. Vậy mà bây giờ tự nhiên những Đức làm được điều này, quý vị thấy. Mà cái sự việc những Đức làm được điều này thành công là do ngay cái chỗ những Đức niệm Phật chứ làm cái gì. Sáng nào cũng niệm Phật lễ Phật. Đó. Rõ ràng không? Nên những Đức nói rằng là muốn thành tựu sự nghiệp thế gian thì làm việc gì trước nhất? Thì sáng nào nên cũng nên niệm Phật lễ Phật đi, để tỉnh cái đầu óc lại. Đầu óc nó tỉnh á. À, khi đầu óc mình nó tỉnh rồi thì mình con người mình nó ít phiền não. Mà có phiền não nó cũng chuyển hóa mau. Nên những Đức mong tất cả người trong chùa mình ai gì chứ? Phải tập cho những Đức la. À, trời ơi, người mà la người khác á, là phải là cao thủ mới la nổi. Vì mình mà không phải là cao thủ thì mình la người ta là mình chết trước. Tại vì mình mang một cái tâm sân hận để la người ta là mình chết trước, mình trúng độc trước. Giống như là ngước mặt lên trời phun nước miếng. Nước miếng chưa đến chờ văng vào mặt mình. Là cái người sân hận á, bực bội la gầy người khác á, là mình là tổn thương trước nhất. À, tổn thương trước nhất. Mình phải có bản lãnh mình mới la người khác được. Chứ mình mà không có bản lãnh mình la người khác là mình phiền não, mình tiêu, sự nghiệp tan tành. Nên la người mà mình vẫn duy trì được mình không bị phiền não gì hết. Vì mình vì người ta mà. Còn cái người mà bị la đó đó là nó hạ được cái ngã. Nó hạ được cái ngã và xem cái gì mình không phải mình sửa liền. Khi người ta la mình mà cái gì mà bị kích động là mình biết cái đó mình dính đó. Khi người ta la mình ta gầy mình mà cái gì mà kích động là cái đó mình dính.
Chỉ cần người ta nói mình cái gì mà mình phiền não, mình đổi sắc mặt là mình bị cái ngã câu thúc, là kích thích ngay cái gì, cái ngã tâm của mình, ngã mạng của mình. Rồi từ nơi ngay chỗ đó mình mới nhìn ra, mình mới biết được là mình như vậy. Giống như có cái cô này, cô làm việc ở bên kia bên, cô thời gian trong chùa cũng lâu, kiêu ngạo ngã mạn. Khi những đức sắp xếp công việc thì những đức hỏi cô không vừa lòng cái cô kia là vì lý do gì, cô không giải thích được. Vậy cô có tiếp cận với cô này làm việc chung được không? Nó dạ tôi thầy làm mày làm thôi, chứ tôi gặp con gặp cô này một cái là con chạy mất dép. Thì những đức nói rằng cái cách giải thích của cô nó phù hợp. Chứ thêm một cái nữa, cái tâm kiêu ngạo lớn quá. Đúng ra người tu hành của mình, khi mình bị la vậy một câu khôn nhất của mình mà còn dạy người khác, cô trả lời sao biết không? Dạ bạch thầy, con thấy con tu lâu mà sự kiêu ngạo ngã mạn con lớn quá. Thật sự với thầy thì con không có việc gì để tranh cạnh với chị ấy. Chỉ có đúng một cái là con ganh tị với chị. Con kiêu ngạo, con ganh tị. Con thấy chị hơn con không vừa bụng. Con thấy chị không giỏi bằng con, tại sao hơn con? Việc này của con bây giờ đi cho chị làm, con ganh tị, con ghét. Chỉ có đúng như vậy thôi mà con tức. Nên thầy kêu con giải thích. Con giải thích từ cái tâm kiêu ngạo thôi, chứ ngoài ra thì chị không có gì sai. Để con nói rõ ràng cho thầy nghe, chị có đúng cái tâm kiêu ngạo con, hại con thầy à. Đúng không? Cái lời câu đó thì nó thông tâm mình mà thông tâm người. Người còn tâm phục khẩu phục mình. Vì nhiều người kiêu ngạo không có cho mình kiêu ngạo, mà mình dám nói mình kiêu ngạo để hạ mình xin lỗi người ta. Thì đó là người tu hành mà giữ được sự an lạc. Không phải là nhục, mà đó là được người ta kính trọng mình. Nên nhà Phật mới có câu nói nhẫn nhỏ thành tựu nhỏ, nhẫn lớn thành tựu lớn, không nhẫn không thành tựu. Nên quý vị hỏi rằng là trong cuộc đời này quý vị sống có thiệt thòi không? Không, không có thiệt thòi. Chỉ có người thiệt thòi là cái người không hiểu đạo sâu sắc về định lực nhân quả thôi. Tức tối không vừa lòng không vừa ý thì thiệt thòi thôi. Chứ nếu như quý vị tin sâu nhân quả thì đâu có thiệt thòi. Nó đâu có thiệt thòi gì đâu. Quý vị coi như hòa thượng chúng ta xây chùa chiền quá trời luôn. Từng đời sư huynh trước làm việc cực khổ quá trời, đúng không? Chứ ở đâu những đức chạy lên đây? Bây giờ nếu như hòa thượng la những đức một chút xíu việc mà những đức cũng không chịu đựng được, vì những đức mới thiệt thòi. Hiểu không? Thiệt thòi ngay chỗ ta mất lòng tin với mình. Còn nếu như mình chịu đựng được thì cơ hội mình được nương tựa ngôi Tam Bảo, một cơ ngơn gì để giúp chúng sanh. Vậy thì làm việc được cho bao nhiêu con người được lợi ích, mà chúng ta làm việc này là tạo tích công lý đức cho mình, sao thiệt thòi? Không có cơ hội này mới thiệt thòi. Đúng không? Có nhiều người ta có cơ hội sẵn gì mà ta làm đâu được, ta không chịu làm, người ta mới thiệt thòi. Vì một đời con người sẽ đi qua, sẽ chết. Mình biết lấy cái thân sẽ chết này để đổi thành cái thật, để cầm đi. Cái cầm đi là công đức. Hiểu không? Con người khôn nhất là nhìn ra được việc này. Vợ chồng con của đố mà cầm theo, hãy gác chân lên chán suy nghĩ. Có ai mà cầm của đó theo? Vợ chồng con ai cầm theo? Hồi xưa giờ có ai cầm theo không? Tranh danh đoạt lợi như Tào Tháo, cuối cùng đi làm súc sanh. Những bậc vua nổi bật vô cùng của Trung Hoa như vua Tần Thủy Hoàng, cả đời dữ dằn như vậy, cuối cùng vẫn là để là tiếng gì cho nhân loại. Tào Tháo cả đời thông minh, cuối cùng chôn 72 vòng mộ để cho ta đừng moi cái mộ thật. Thật giả gì? Ông chết rồi chôn ông cũng ra bả, chứ thật giả gì trong đây? Đúng không? Cái gì mà thật giả trong đây mà sợ người ta moi? Nó moi ra nó hôi thúi thêm làm gì? Đúng không? Phật pháp thì thấy sâu sắc chưa? Quá sâu sắc luôn. Đúng là học Phật là học trí tuệ. Người mà không học Phật đúng là quá thiệt thòi. Kẻ ngu khùng như những đức mà học Phật còn thấy ra, sao không chịu đi học Phật?
Thấy không? Thầy của Hòa Thượng Tịnh Không, thầy Phương Đông Mỹ, ông nói một câu: tôi á là bậc triết học gia, nhưng tôi xin nói cho tất cả những vị triết học gia nghe rằng, nếu không học một vị đại triết học Đức Thích Ca Mâu Ni thì bị thiệt thòi. Quá thiệt thòi. Vì quý vị tờ giấy che ngang mắt, quý vị đã không thấy bên kia. Đức Phật ngày thấy được hơn 3.000 năm nay, ngày nhìn nó rõ ràng hết. Quý vị coi, quý vị tụng trong Kinh Du Lan của Đức Phật, nói về cơ thể của một con người khi mới sinh ra, từ khi tượng hình sao sao. Nhà khoa học quý vị có thể nhìn được trước Phật không? Không có cửa đó đâu. Đức Phật nhìn như trong lòng bàn tay vậy. Tất cả tế bào quý vị bao nhiêu Đức Phật thấy rõ ràng đó. Trong nước có bao nhiêu vi khuẩn, thờ đã chưa có kiến hiển vi, Đức Phật đã thấy rõ ràng hết rồi. Quý vị coi, Đức Phật là bậc toàn giác toàn năng. Mình có khả năng gì? Giỏi lắm mình thí nghiệm được một số cái thôi. Chúng ta phải đi tham khảo kinh giáo, phải tìm hiểu lời dạy của Phật Thích Ca Mâu Ni á, thì mới phát triển được cái sở học của mình cao. Nhớ nha, 100% luôn. Nó phát triển được cái sở học của mình là do gì? Mình nhìn thấu được nhân sinh là điều thứ nhất. Điều thứ hai là gì? Mình biết phát triển mặt tâm linh. Vì mặt tâm linh nó mới phát triển được nhân sinh, về mặt tâm linh nó mới phát triển được hoàn cảnh, và mặt tâm linh nó giúp cho mình vui, và mặt tâm linh nó giúp mình giải thoát. Việc này nó quá quan trọng, tại sao không chịu làm? Đúng không? Quá đúng rồi, phải không? Nên từ nơi đó mà mỗi người mình học Phật là mình vui được, là do gì? Mình biết cái việc gì mình nên làm, và cái việc gì mình nên buông xuống. Có những việc mình cầm lên mà lỡ cầm lộn thì buông xuống. Cầm lộn là cầm gì? Cầm phiền não lộn thì buông phiền não xuống. Đúng không? Mình học Phật rồi, cái tự nhiên mình cầm lộn chồng người ta. Lỡ cầm lộn rồi thì sao? Buông xuống. Sai thì sửa thôi, lỡ cầm lộn chồng chị. Còn lỡ mình, đàn ông mình lỡ cầm lộn vợ người ta, buông xuống. Xin lỗi chị, cầm lộn. Hiểu không? Buông xuống cái gì đâu. Nó hay không? Nó đặc biệt vậy, tại sao mà mình không học ta? Học đây là học tự tại mà. Đã là nhân tự tại thì quả tự tại thôi. Cái nhân nó là một con đường, mà con đường nó đã tốt thì đi đến chỗ tốt. Cái nhân con người đã vui thì đi đến quả vui thôi. Đúng không? Bởi vì những đức thường nhắc những cái điều nó gần gũi vô cùng. Đó là gì? Những đức nghĩ rằng cái gì, cái dàn người ở chùa mình công nhận ngoài sức tưởng tượng. Những đức nghĩ ghê quá. Cứ làm hoài mà suy nghĩ, trời không biết cái này ai làm luôn. Nó kinh quá. Con người làm sao quản được họ? Sao quản được? Vậy mà sao trong ngôi Tam Bảo mình nó tương đối bình yên lắm rắc. Chứ nếu mà giờ nó đứng lên nó ban lại mình, ai mà cả gãn nổi nó. Đúng quý vị? Nhưng mà nó có một cái lực gia trì gì mà ngộ ghê. Tự nhiên mình ban bố xuống cái gì là người ta làm răm rắp. Chứ ngoài đời mình đâu có làm được điều đó đâu. Đâu có làm được. Đúng quý vị? Hãy tin. Cái việc trong Phật Pháp làm chắc chắn là cái phía sau đó có một cái sự gia trì lớn dữ lắm. Giống như mình đang nói chuyện Phật Pháp gì, chư Phật mà Ngài đang ở trên, Ngài chéo chéo xuống mình cũng không thấy. Nó giúp cho mình bình tĩnh làm sao, mà mình vui làm sao khi chuẩn bị thuyết Pháp. Chứ nếu mà lên mà đằng đằng sát khí lên không biết thuyết làm sao, nặng nề quá sao mà nói nổi. Vậy thì tin chắc rằng muốn cảm với Phật Bồ Tát thì đúng là niệm Phật là cảm Phật hay nhất. Niệm Phật là cảm Phật hay nhất, đúng không? Thí dụ như quý vị mỗi ngày quý vị nói con muốn gặp thầy Nhân Đức, thì quý vị sẽ gặp Nhân Đức dễ nhất.
Còn vì kêu tên người này người kia thì muốn gặp Nhân Đức nó khó. Chứ nếu như vì kêu ngay Nhân Đức thì gặp Nhân Đức thôi, có gì đâu, đúng không? À, thật sự mà nói cái niệm Phật của mình là Phật gần mình lắm, nhưng mà do gì mình có chướng ngại, mình không thấy thôi. Chứ Nhân Đức nghĩ rằng chắc Phật nhiều lắm, xung quanh mình đầy, nhưng mà do mình bị chướng ngại. Khi mình đang thuyết pháp gì, có khi Phật Bồ Tát Long Thần hộ pháp đang gần kế bên mình, đang hộ trì mình mà do mình không thấy. Nên từ nơi đó mà cái tâm niệm Phật là cảm với Phật nhanh nhất. Nên con người muốn giữ được cái tâm mình bình an là niệm Phật là hay nhất. Không còn cách nào bằng cách này, chắc chắn luôn. Chúc vị an lạc nha, ai vô đạo Phật. Ông nó mắc cười thiệt nha quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, mỗi tuần chủ nhật tại tu đình hộ pháp chúng ta cộng tu ngày chủ nhật rất là đông. Từ hàng Phật tử khắp nơi về chùa mình, cái duyên đặc biệt là lớp đạo làm con, mấy đứa nít nhỏ nhỏ về chùa các con rất là có phước. Còn nhỏ đó gặp được Phật pháp, biết niệm Phật, biết nghe pháp. Nhìn thấy con em người ta mình thấy dễ thương ha. Nên cũng tu một thờ rồi đó. Rồi xuống dưới ăn cơm trước rồi phóng sanh cũng thiết thực xong về nghỉ. Chiều thì khoảng cỡ 2:30 những đứa có một bài giảng cho các cháu. Nên những cháu này còn nhỏ mà được tiếp nhận giáo dục, sau này lớn lên sẽ có phước thành công sự nghiệp trong cuộc đời đặc biệt lắm. Nên chúng ta nguyên một cái đại chúng đông người về đây tu, công đức này thù thắng lắm quý vị. Chúng ta biết ơn trên là Hòa Thượng xây chùa, nên mình có chỗ mình về đây mình nương tựa mình tu. Và nhiều người ở đây chúng ta cũng mang cái nghiệp phá thai, nên quý vị thấy đâu phải mình mà cúng kiến hoài được gì đâu cho các cháu. Mình về chùa mình tu xong có được cái chương trình cúng đi thực này nè, mình vừa lo cho người còn sống mà mình còn nghĩ đến người đã chết chưa siêu thoát. Nên những đức khi giảng pháp cũng xuyên qua cái chỗ là cho chư hương linh người ta buông cái tâm hận thù đòi nợ. Giống như con người còn sống chúng ta, lúc mà chúng ta mang cái tâm hận thù đòi nợ mình khổ lắm, không có cởi mở được. Nên tuần trước những đức giảng cái bài giảng hận thù người là đang xiềng xích mình, thấy không? Khi tha thứ cho người là đang mở xiềng xích cho mình. Con người sống vậy mà người chết cũng vậy luôn. Người đã chết rồi hoặc quan thân trái chủ đi theo báo thù, mang cái tâm báo thù là đang xiềng xích mình trong tam đồ ác đạo. Mở cái tâm báo thù ra mà hướng về Phật đạo, niệm Phật là đang mở xiềng xích cho mình về cực lạc mới hết khổ. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng kiên tí như cung tự thực biến thập phương nhất tiết Phật tự cộng nguyện dị tự công đức vô cập mơ nhật tiết ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngũ tình chung ngã kiên tí như cung tự thực biến thập phương nhất tiết hữu tình cộng nguyện dị tự công đức vô cập mơ nhật tiệt ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim tí nhự cung thử thực biến thập phương nhật tiết cô hồn cộng nguyện dị tự công đức vô cập mơ nhật tiệt cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lục lắng ta bà ha, án một lục lắng ta bà ha, bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà việc nhật ra hồng, án
Tam bà ba việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu dạ đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tự nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, u vị vô danh, danh vô vị ơi, thai nhi vị nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vạn sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Cực Lạc Từ Đại Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Cái công đức phóng sanh lớn lắm quý vị. Giúp cho chúng ta được bình an nè, giúp chúng ta được có sức khỏe. Và gia đình mình mà ăn chay phóng sanh là gia đình mình sẽ rất là bình an. Trong gia đình mình mà còn sát sanh là còn nhiều việc lu bu lắm. Nên Ấn Tổ nghe nói một câu rằng là muốn cho thế giới hòa bình từ khi nhân loại đồng tình ăn chay. Nếu như quý vị phát tâm ăn chay trường, biết phóng sanh, từ con ruồi, con muỗi, con kiến mình cũng không dám giết. Đó là mình đang thật lòng sám hối với cái nghiệp sát sanh của mình đó quý vị. Nên là nhiều người ung thư, bệnh này, bệnh kia, những đứa khuyên quý vị phát tâm ăn chay trường đi. Bệnh đau là từ sát sanh mà ra, đời này hoặc nhiều đời nhiều kiếp. Nên bây giờ chúng ta phát tâm ăn chay phóng sanh, con ruồi, con muỗi, con kiến mình không giết luôn. Từ nơi cái tâm đó của mình nó sẽ hóa giải cái nghiệp bệnh hoạn rất là đặc biệt. Nên chúng ta đọc tam quy y xong mình thả chim nhé. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật để thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nha. À, chúng ta xuống chay đường để mình ăn cơm quý vị, hoặc qua bên đây mình lấy cơm hộp ăn nha. A Di Đà Phật.